Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục học về cái chương trình huấn luyện cá nhân chứng đạo đấy. Thì bây giờ trước khi tôi hướng dẫn tiếp và cho anh chị em chúng ta thực tập á, thì mọi người có thể vui lòng chia sẻ lại được ở trong tuần qua thì ai đã đi làm chứng và kết quả như thế nào được không ạ? Từng người một mình sẽ nói ngắn gọn đơn giản thôi là tôi đã đi làm chứng như thế nào và người ta đáp ứng như thế nào. À, xin anh chị em nhé, trong cái chương trình học của chúng ta là cần tương tác rất là nhiều, thành ra anh chị em cứ liên tục bật micro, chúng ta nói xong rồi mình lại tắt micro đi. Cũng đừng thụ động mà chờ tôi mời đích danh thì chúng ta mới nói, mà anh chị em cứ chủ động. À, nếu mà trong tuần qua mà mình chưa đi làm chứng được về Chúa cho ai thì mình cũng nói rằng là tôi chưa đi làm chứng được về Chúa cho ai. Con được chưa ạ? Dạ, rồi xin mời. Con xin phép mật cam được không? Con lê vê được Ok. dạ. Sau khi mà học thêm ba bài trước cùng tư duy thì con cũng kiểu như là con cũng áp dụng và con đi ra làm chứng ở cái đã con với cô Hà đi ở lúc đấy thì là sáu là ngày thứ sáu. Sau khi làm chứng thì cũng giống như bao cái ngày khác thôi, vô tình thì con gặp rất nhiều người kiểu như là họ bị tai biến. Với lại để con cứ nhìn sang với con tự nhiên có một cái cảm giác kiểu như là rất là thương cái người này, nhưng mà con cũng không biết cái người này là ai. Nhưng mà sau khi con về ở tối thứ sáu đấy thì tự nhiên con không ngủ được xưa, tự nhiên con thức tới 1 giờ sáng thì con cứ loay hoay cứ suy nghĩ biết tại sao lại không ngủ được. Nhưng mà con nhớ cái câu của sư Di nói là nếu mà không ngủ được thì đừng cố mà ngủ, kiểu như là hãy cầu nguyện. Xong rồi con cầu nguyện con với Chúa ơi tại sao như này, thì cứ bày tỏ cho con là cái người bài hết là ông tên là Quân, và ông tên là Quân và Chúa muốn con thì kiểu như là làm chứng với lại cầu nguyện cho cái ông tu đấy. Thì con thì kiểu như là con không thể nào mà tin được mà Chúa bày tỏ cho con cả tên với mục sư. Xong cái này thì con cũng không chắc chắn, con không nói cho cô Hà biết rồi tới chiều thứ bảy con lại đến cái chỗ đấy. Xong rồi con gặp với chú đây, xong con mới hỏi lân la ở nhà chú ở đâu, có gần đây không, rồi chú bị bao nhiêu năm rồi này kia. Thì chú cũng nói cho con là tên Quân mục sư ạ. Đúng là tên Quân, nhưng mà con hỏi 3 lần chú phát âm đều là Quân, nhưng thật ra chú lại tên là Quang. Có người ở gần đấy chắc là biết là à, ông này không phải là Quân đâu mà ông này tên là Quang, nhưng thật ra lại chú đấy lại phát âm là Quân. Bây giờ con không biết tại sao mục sư. Cái lúc đấy mà con hỏi chú tên gì mà chú nói tên Quân ấy, con vui suýt nước rơi nước mắt luôn mục sư. Dạ. Nhờ thì con cũng nói về sự sống sự chết của Chúa, với lại chú cũng cười, xong chú cũng im thôi. Nhưng mà lúc nào cầu nguyện thì con cũng chưa biết mục sư. Dạ, giờ là thêm mục sư thêm tư vấn. Như vậy là mình thấy trước là thấy trong giấc mơ phải không ạ? Hay là trong cái Không qua? không không phải giấc mơ mục sư, ý là con không ngủ được, xong rồi con cầu nguyện ở đăng thức cũng bày tỏ cho con là cái ông này tên như vậy là như thế này thế này đâu. Ok. Như vậy là mình từ hôm đó đến bây giờ là mình đã liên lạc lại với người đó chưa? À, dạ con đi lại vào chiều thứ bảy mục sư, mà con cũng biết thêm thông tin là cả sáng cả chiều ngày nào tôi cũng ra ở bãi biển đấy để tập thể dục. Ý của mục sư là tức là khi Chúa bày tỏ như thế là mình đã gặp người thật rồi đúng không? Đã gặp ông rồi đúng không? À dạ là con gặp ở chiều thứ sáu, xong rồi Rồi. cái tối thứ sáu là chú bày tỏ cho con. Có thông tin liên lạc không? À dạ thông tin liên lạc thì không có, nhưng mà tầm 5 giờ là ngày nào chú cũng ra ở bãi biển. Ok, thì cầu nguyện bây giờ cầu nguyện tiếp để Chúa chỉ dẫn cho lên làm như nào. Bởi vì Chúa chỉ bước 1 thì Chúa sẽ chỉ bước 2. Dạ, nhưng mà bây giờ thì con không biết là bước tiếp theo con nên làm gì nữa mục sư. À, Con cái đấy thì phải hỏi Chúa đấy chứ hỏi mục sư thì mục sư cũng nói chịu. Nên phải hỏi Chúa rằng là với bước thứ nhất là Chúa đã chỉ cho đúng người đúng tên rồi thì bây giờ bước thứ hai là xin Chúa cho biết là cái sẽ tiếp cận người đấy như thế nào. Cái nhu dạ. cầu của họ là gì? Đó. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn mục sư. Lệ thuộc vào Đức Thánh Linh, thế là cộng tác với Đức Thánh Linh mà. Dạ.
À, tuyệt vời, xin cảm ơn Lê Con chỉ sợ Vê. là con không đủ đức tin tương sự bản thân mình thôi một sự ạ. À không, không cần tin vào bản thân mình, chỉ cần tin vào Chúa là được. À, tin vào Chúa là sẽ cho mình cái sự can đảm và dạn dĩ thôi. Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn sư. Đầy tớ của Chúa mà lắng nghe tiếng Chúa, Chúa chỉ cái gì gặp ai thì mình cứ vâng theo tiếng Chúa là được, chứ đừng tập trung vào mình nhiều quá. Tập trung vào mình nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình đôi khi là nhút nhát sợ hãi, không có đủ can đảm đấy. Ok, cảm ơn Lê Vê. Xin mời anh chị em khác ạ. À, chúng ta chia sẻ nhanh trong tuần qua mình đã làm chứng cho ai và kết quả như thế nào. À, anh chị em vui lòng chủ động mình bật micro đấy ạ. Nếu mà mình không có làm chứng được cho ai thì mình cũng nói là tôi chưa có làm chứng được cho ai trong tuần qua đấy. Cảm ơn Chúa, cảm ơn luật sư, tôi xin làm chứng ạ. Alo. Có cứ nói đi, mọi người nghe được mà. Vâng ạ. Cảm ơn Chúa, này chiều hôm qua thì tôi cũng làm chứng cho cái bà cụ 93 tuổi ở ngay chỗ tôi ở. Bà cụ rất là minh mẫn, nhưng mà cụ nghe nghe thì biết thôi, nhưng mà cụ vẫn chưa mở lòng tiếp nhận Chúa. Cụ mời tôi vào nhà nói chuyện rất là lâu, cụ còn hát cho tôi nghe, tôi cũng ngồi nói chuyện với cụ. Bố ngay tôi ở đây là có mấy cụ già mà tôi cũng làm quen với các cụ mà đi chúc phước và nói cầu nguyện chia sẻ với Chúa. Ngày hôm nay chiều nay tôi cũng đi hiện đi sửa xe, đi bọc yên xe và tôi cũng đi cầu nguyện luôn. Tức là ở trên các trục đường mà tôi cũng chia sẻ tặng chứng ở đơn cho cái ông bọc yên xe, và ra dọc biển thì cũng gặp một người cụ, một bà 73 tuổi tên là Mai, cũng bị tai biến, cũng ngồi đấy xong là tôi cũng nói chuyện chia sẻ với Chúa. Nhưng mà đến lúc bảo cầu nguyện thì bà cầu nguyện theo thì để bà tiếp nhận Chúa thì bà không không nhận, bà chỉ nhận chứng đạo đơn thôi. Cảm tạ Chúa thì Chúa sẽ, bà đọc cái quyển đấy tôi tin rằng là bà sẽ được thay đổi. Và ra đấy thì thế nào cũng gặp, thì tôi ra đấy nhiều lần tôi hay gặp các cụ già đấy, tôi hay chia sẻ với các cụ để cầu nguyện cho các cụ và xin Chúa thương xót để cứu các cụ. Và cảm tạ Chúa, tôi làm chứng thôi và xin hết ạ. À, vâng, cảm ơn cô chia sẻ. À, chúng ta làm chứng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên rằng là những cái người lớn tuổi đấy thì người ta tin Chúa ta được cứu rỗi phần linh hồn. Nhưng những người trẻ tuổi tin Chúa thì có được cứu rỗi cả cuộc đời và có thể rất hữu ích cho vương quốc của Đức Chúa Trời. À, thành ra chúng ta làm chứng cho người già nhưng không có quên là làm chứng cho cả những người trẻ, những thanh niên nữa. Dạ, xin mời người khác. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, chào tất cả mọi người. Thực ra tuần vừa rồi ấy, thì tôi cái cách làm chứng của tôi thì tôi cũng thường thường là tôi đi đâu tôi cũng cầu xin Chúa, Chúa đi cùng con mà Chúa mở đường cho con, Chúa đưa người bình an đến cho con, nhưng hầu như toàn Chúa làm thôi. Khi tôi cầu nguyện cho ai thì hầu như là người ta rất là nhanh chóng, đấy là Chúa bắt phục lòng người ta. Thế như hôm qua thì cũng cầu nguyện cho một bà cụ, một bà bảy mấy tuổi, thế cũng nói, tôi nói rất là ngắn gọn đơn giản, nói chung từ chuyện nọ chuyện kia thì là chuyện ấy thôi. Thế nhưng sau rồi bảo là thế bà có biết là mình ăn của trời uống của trời, mà thở không khí mình đang thở này là ông trời ban cho này, nhưng mà cái tội lớn nhất của mình là mình thở, là mình không thờ trời. Nên là con thì con được dùng trong coi như là để cầu nguyện, con cầu nguyện cho mọi người. Thì hôm nay con cầu nguyện cho bà để xin Chúa cứu bà, để bà được được sự cứu rỗi, vì chỉ có qua Chúa Giêsu thì mới được cứu thôi. Chúa Giêsu cũng là từ trên trời xuống, và Chúa Giêsu cũng chính là ông trời. Nói chung là cái cách cầu nguyện của tôi nó ngắn gọn thôi, chia sẻ ngắn gọn nhưng cũng nói đầy đủ mọi những cái, mà ví dụ như là nói về là Chúa Giêsu là như nào vào ngày Giáng sinh, như nào mà cả thế giới thờ phượng Chúa. Nên tạ ơn Chúa là hôm qua bà bắt phục, bà được Chúa bắt phục và rất là nhanh chóng, và bà còn bảo là ô thế thì con ơi con cầu nguyện cho bà đang bị cái gì, cái u tuyến giáp này,
Thế thì tạ ơn Chúa là Chúa cũng chữa cho tôi khỏi u tuyến giáp. Nên tôi cũng cầu nguyện nhanh chóng, coi như là xin Chúa đã chữa cho con khỏi u tuyến giáp, để xin Chúa cũng chữa cho bà để cho bà được khỏi. Đó là gửi sẽ cùng sau rồi gửi bài cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện buổi sáng của mục sư cho bà. Thế là bà bảo là cảm ơn Chúa Giêsu được, coi như là cũng kiểu như là rất là bà rất là kiểu như là nhanh chóng mà nghe luôn đấy. Thế là bảo là cảm ơn Chúa, coi như là thế thì để bà về bà nghe. Đấy, nói chung là tôi đi làm chứng thì tôi hầu như là tôi nói nhanh chóng và cũng nói chung là đầy đủ xúc tích, nhưng mà nhanh chóng chứ không 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 có thời gian để nói dài. Thế thế là tạ ơn Chúa. Thế tối hôm qua bà về bà bảo là con ơi, thế là con cứ gửi bài cho bà nghe. Bảo vâng, con gì con gửi bài cho bà. Thế hôm qua là gửi cho bà cái bài cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện buổi sáng của mục sư ấy, mục sư Duy ấy, là gửi cho bà, bảo bà cứ nghe đi. Và sáng với tối bà ấy còn nếu mà như là bà cứ kêu cầu xin Chúa Giêsu chữa cho con, hoặc Chúa Giêsu che chở cho con, hoặc Đức Chúa Trời che chở cho con, thế thôi. Thế còn cứ dần dần thì con sẽ gửi bài cho bà. Đấy, thế là cái lời cầu nguyện, lời làm chứng của tôi ấy, là như thế. Tôi rất là ngắn gọn nhưng mà cũng đầy đủ để mọi người biết rằng là Chúa Giêsu chính từ trên trời xuống, và cái qua Chúa Giêsu thì mình mới được cứu. Sự cứu rỗi của Chúa Giêsu và sự chết của Chúa và Chúa sống lại, nên là Chúa cứu mình. Thế thôi. Thế là nó cũng dâng vinh hiển đến Chúa, tất cả đều là Chúa làm, Chúa bắt phục mọi người, còn mình chỉ là cái ống dẫn của Chúa để mình nói ra cho mọi người được nghe thôi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Cảm ơn chị Kim Anh. Xin mời anh chị em khác ạ. À, chúng ta nhanh chóng ha. Mình nói thật là ngắn gọn thôi. Mình tuần qua mình đã làm chứng cho ai, kết quả như thế nào? À, Kim Anh vui lòng giúp tắt cái micro. Dạ, anh chị em mình chủ động bật micro ạ. Xin mời Hồng Quế nào. Hồng Quế tuần vừa rồi có làm chứng với Chúa cho ai không? Rồi, sau Hồng Quế là đến Thanh Thảo nhé. Mời Hồng Quế và Thanh Thảo nào. Alo, Thanh Thảo đâu rồi? Hồng Quế đâu rồi? Dạ em đây là mục sư. Rồi, xin mời Hồng Quế làm chứng một chút đi. Tuần vừa rồi mình có chia sẻ về đức tin cho ai hay không, và kết quả thế nào? Lúc này em cũng còn học, em chưa có làm, nhưng mà em có nằm mơ, lúc em còn ngoài em nằm mơ và là mục sư. Em nằm mơ trong giấc sơ. Trong trong cái giấc mơ em đi trên đường, có người ngồi trên xe lăn á, cái tự nhiên là em cầm cái xe lăn em đẩy cái người đó đi lên, mà em đẩy không nổi, em lấy cái lưng em cõng đi, là ý nghĩa là sao sư? Alo. Cái đấy thì nó chưa có liên quan gì đến vấn đề là làm chứng, vào cái câu hỏi của mục sư là trong tuần vừa rồi Quế có làm chứng về Chúa Giêsu cho ai hay không, Làm và khi chứng. mình làm chứng thì họ đáp ứng như thế nào. Dạ chưa, em ở bên đây em lúc này em bận còn đi làm á, em chưa có đi em nói chung là làm chứng thì em chưa một sơ à. Ok, cảm ơn Quế nhé. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời người khác, là mời cô Năm nào. Mục sư ơi, trong tuần vừa qua thì cô chưa làm chứng được cho ai cả.
Mục sư ạ. Dạ, vâng, cảm ơn cô. Dạ, con xin mời một hai người nữa đi ạ. Tôi muốn là chúng ta học là chúng ta phải thực hành ấy. Nếu mà học là mọi người không có thực hành thì kết quả nó cũng không được cao lắm. Mày Lydia Nguyễn được không ạ? À? Lydia Nguyễn lần vừa rồi có thể chia sẻ là đã làm chứng cho ai không? Dạ mục sư ơi, tuần vừa rồi con đi cùng với tuần hành chứ con chưa làm chứng cho ai được ạ. Ok. Rồi tốt. Dạ. Chào. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại một chút những gì chúng ta đã học trong cái buổi tuần trước nhé. Những điều mà chúng ta cần thận trọng khi chúng ta đi nói về đức tin cho những người khác. Để thay đổi niềm tin tôn giáo của một con người thì không phải là chuyện dễ dàng, không phải là cái mà chúng ta có thể nghĩ rằng là người ta dễ dàng người ta thay đổi đâu. Vì có những người là cái niềm tin tôn giáo nó đã ăn sâu cắm rễ. Để người ta thay đổi thì phải có rất là nhiều thời gian đấy, và các cái đồn lũy nó phải được sụp đổ, thì lúc đó thì người ta mới mở lòng ra, người ta đến với Chúa. Thành ra là khi chúng ta chia sẻ về đức tin thì cũng có những cái yếu tố mà tôi chia sẻ trong buổi trước mà chúng ta cần phải để tâm một chút xíu. Thứ nhất mà chúng ta cần phải tránh đó là gì nhỉ? Có ai có thể vui lòng giúp cho mọi người ôn lại được không ạ? Điều đầu tiên chúng ta cần tránh khi mình làm chứng về đức tin là gì? Rồi tôi sẽ hỏi ngẫu hứng nhé anh chị em nhé. Nếu mà mọi người không có tự nguyện để trả lời, tôi sẽ mời ngẫu hứng ạ. Anh chị em tham gia vào trong cái phòng Zoom này thì tất cả phải chuẩn bị để bật micro nhé. Xin đừng ai bật để đấy xong rồi đi chạy ra làm việc riêng đến khi mục sư mời thì không thấy tăm hơi nào này. Dạ. Hoặc là chúng ta nhớ tới cái đặc điểm nào trong cái bài học của chúng ta, bất cứ một điểm nào thì chúng ta có thể nói. Rồi xin mời ạ. Lê V, hình như Lê V bật micro vào ạ. Xin mời. Dạ, mục sư là điều thứ nhất là tránh tân bốc về hội thánh, về tôn giáo hoặc giáo phái của mình ạ. Ok, cảm ơn. Điều đầu tiên là tránh tâng bốc về hội thánh mình, giáo phái mình hay là tôn giáo của mình. Tôn giáo là tin lành này, còn giáo phái thì mỗi người ở một cái giáo phái khác nhau. Rồi dưới giáo phái thì có những cái hội thánh địa phương này, mình tránh tâng bốc về những cái gì nó thuộc về tổ chức. Vì những cái đấy nó không phục vụ cho sự cứu rỗi, nó không phải là cái về đức tin. Có thể giải thích tại sao được không à, Lê Vê? À, dạ nếu mà mình có tân bốc về hội thánh tôn cho con nhớ thì mình sẽ vô tình sẽ mang sự so sánh. Nó tạo ra sự so sánh. Gì nữa không ạ? À? Với lại con quên mất đường sư, con nhớ cái địa điểm đấy. Ok, cảm ơn. Rồi, điều thứ hai đó là chúng ta cần phải tránh cái gì ạ? À? Xin mời người khác nào. Rồi mời Thanh Thảo. Rồi sau Thanh Thảo đến Nguyễn Quỳnh nha. Rồi chúng ta phải tránh những điều gì ạ? Alo, 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 có để máy đấy rồi chạy đi nơi khác không nhỉ? Xin mời Nguyễn Quỳnh trước ạ.
Dạ, à, chào luật sư, em học được là điều 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 thứ điều em học được là mình không được tranh cãi với họ, đặc biệt là đàn ông. Nếu như mà mình tranh cãi với người ta, mình thắng, mình thắng cũng không tốt, mà người ta thua cũng không tốt. Mình thắng cũng không tốt mà mình thua cũng không tốt, hay nói cách khác là người ta thắng cũng không tốt mà người ta thua cũng không tốt. Có thể giải thích qua qua được tại sao được không ạ? Bởi vì nếu như mà mình tranh cãi với họ thì sẽ cản trở cái việc chia sẻ Chúa của mình đối cho họ. Thứ hai là nếu như mà người ta thua thì người ta sẽ cảm thấy, ví dụ như đàn ông thì người ta sẽ cảm thấy người ta mất mặt. Dạ, rất tốt. Những cái điều mà có thể gây ra tranh cãi là những điều nào? Có thể gây ra tranh cãi là điều nào? Có thể gây tranh cãi là điều ví dụ như là cuộc sống của người ta được đầy đủ trọn vẹn chẳng hạn. Mình cũng nên, ý là mình cũng nên không nên nói không nên kiểu như là mình chỉ trích, hay là hoặc là mình cũng không nên kiểu như phán xét người ta là mình của người ta là có tội hay lỗi kia ấy. Ok. Cảm ơn. Có rất là nhiều điều có thể tạo ra những cái tranh cãi, như một số điều tôi đưa ra trong bài học tuần trước, ví dụ như là mình làm chứng về Chúa cho người Công giáo thì bắt đầu là tranh cãi cái việc đúng sai giữa Công giáo với Tin lành ấy. Đi làm chứng cho người Công giáo lại cứ chỉ tội là Công giáo sai cái này, sai cái kia, sai này kia, thế thì ai người ta muốn nghe mình nữa. Cái mục tiêu của mình là giảng Tin lành mà, giảng phúc âm mà. Thế nào là phúc âm mà? Phúc âm là về Chúa Giêsu, về sự cứu rỗi, đấy là phúc âm. Thế còn cái những cái sai, những cái đúng ấy thì trao đổi vào một dịp khác, hoặc là một cái khi nào mà mình hiểu rõ hơn thì bắt đầu mình có một cái buổi đó lại trao đổi, thì nó không phải là buổi chia sẻ phúc âm. Đó, đặc biệt là làm chứng cho người Công giáo mà chỉ cho người ta thấy rất là nhiều cái sai của người Công giáo thì sẽ làm cho người ta có thể đóng lòng lại, người ta không muốn đến với phúc âm nữa, vì bản thân người ta đang nghĩ rằng người ta đang có phúc âm rồi, chỉ có điều là người ta không hiểu thôi, hoặc là người ta theo một hình thức của truyền thống thôi chứ chưa thực sự là có Chúa trong cuộc đời. Thì mình đang giúp cho họ để nhận thức về tội lỗi, ăn năn và đức tin tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, chứ không phải là mình đang hướng dẫn họ cải đạo sang Tin lành. Hai cái đấy là hai cái khái niệm khác nhau ha anh chị em. Chúng ta chú ý hộ tôi về khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người Công giáo. Làm chứng ở đây tức là mình bày tỏ để cho họ biết về sứ điệp cứu rỗi qua Chúa Giêsu để họ tin, chứ không phải là họ cải đạo từ Công giáo sang Tin lành. Nếu mà tùy từng mục đích của mình, nếu mà mình muốn cho họ làm chứng để chỉ cho họ thấy những cái sai để cho họ cải đạo từ Công giáo sang Tin lành thì lại là khác rồi. Vấn đề là Tin lành không được cứu rỗi mà Công giáo không được cứu rỗi, mà có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu mới là được sự cứu rỗi, chứ không phải là gia nhập vào Công giáo hay Tin lành mà được cứu rỗi đâu. Như vậy là mục tiêu chính của chúng ta là làm chứng để cho người ta nhận biết được tội lỗi của mình, ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Cảm ơn. Xin mời người khác ạ. Những điều gì chúng ta cần tránh khi chúng ta nói cho những cái thân hữu? Xin mời Dũng nào. Tuần qua cũng chưa có làm chứng cho ai một sự. Anh chưa có làm chứng cho ai. Lần trước anh có tham gia vào lớp học online không nhỉ? Dạ không, hôm nay mới mới tham gia. Buổi đầu tiên, ok, dạ, như vậy anh cũng chưa chưa biết được cái nội dung của bài trước. Mời Mỹ Hà đi ạ. Điều gì khác mình? Dạ. Anh nhớ một điều của mục sư là trong khi làm chứng thì không có đọc thoại ạ. Rồi rồi, cảm ơn. Tức là tạo nên sự tương tác, tránh độc thoại, thay vì cứ mình mang tính chất là giảng, là mình chỉ trao đổi với nhau thôi, chia sẻ, mang tính chất chia sẻ và trao đổi, tạo ra sự tương tác. Nó không mang tính chất như là tôi đang dạy anh cái điều mà tôi cho là đúng, nhưng mà tôi đang trao đổi với anh cái điều mà tôi mới nhận thức được. Dạ. Dạ, cảm ơn Đọc ạ. thoại có nghĩa là nói dài với mục sư ha.
nó À dài, mà thường thường nó dài thì sẽ không là phải là nói dài, nói độc dài. thoại ấy. Độc thoại là một chỉ một mình nói thôi, không cho người ta có cơ hội để nói đó. Thế còn dài hay ngắn thì nó là còn tùy vào cái khoảng thời gian mà hai bên cho phép. Thường thường là cái người nghe, người ta sẽ là người quyết định cái thời lượng mà mình có thể trao đổi với nhau. Đấy, có thể là thậm chí 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Nhưng mà nếu như mà độc thoại là khác, độc thoại có nghĩa là chỉ có một mình nói thôi, còn người ta không được nói. Đó, thì cái cách chia sẻ kiểu độc thoại đấy sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu, bởi vì người ta không được nói ra cái suy nghĩ và cái ý kiến của mình. Người ta có cảm giác như mình đang bắt buộc người ta phải nghe một cái niềm tin hoàn toàn mới, trong khi đó nên là người ta chưa sẵn sàng. Thế thường thường là ví dụ như này, ví dụ như là người lớn nói cho người nhỏ thì đôi khi dễ bị cái tâm lý là bậc cha bậc chú thì nói cái gì các cháu cũng phải nghe, nhưng mà là vì người ta nể thôi, chứ còn thực ra là trong tâm người ta khó chịu lắm đấy. Chứ thành ra là kể cả đó là người nhỏ tuổi hơn, hoặc là người cùng tuổi, hoặc người lớn tuổi, thì chúng ta cũng nên có một cái phong cách cởi mở trong việc trao đổi, chia sẻ về phúc âm, chứ không phải là tôi đang dạy cho anh một cái tôn giáo của tôi, thì sẽ tạo ra rất nhiều cái sự phản kháng ngầm ở bên trong, người ta không nói ra bên ngoài nhưng người ta không thích, bởi vì mình đang cố gắng để thuyết phục họ để cải sang cái đạo của mình trong một cách thức mà người ta không có được tự do để diễn đạt cái phản hồi của họ, cái suy nghĩ của họ về những điều mình đang nói. Thế này, chúng ta biến cái cuộc độc thoại đấy thành những cái cuộc tương tác. Anh nghĩ thế nào về điều tôi nói? Sau khi mình chia sẻ xong, anh nghĩ thế nào về điều tôi nói? Đấy, ví dụ như là khi tôi nói về cái câu chuyện của bà ngoại tôi tin Chúa sau khi có một cái giấc mơ, thì có người ta nói lại ngay, có người ta bảo tôi không tin vào cái chuyện giấc mơ. Đấy. Mình đang kể cái giấc mơ vì cái giấc mơ đấy mà bà tin Chúa. Trước đó đã nói rất nhiều nhưng bà không tin, là sau khi bà có cái giấc mơ đấy thì bà tin Chúa. Thì có người nghe ta bảo ừ cũng hay nhỉ, nhưng mà có những người nghe người ta sẽ bảo tôi không tin cái chuyện mơ mộng, vì mơ thì là rất bình thường, tôi không tin chuyện như thế. Thế thì người ta nói như vậy á, có nghĩa rằng là người ta có cái suy nghĩ riêng của họ, và chúng ta không thể bắt người khác phải suy nghĩ theo cái kiểu của mình được, mà mỗi người người ta có cái quyền tự do suy nghĩ và biểu đạt cái suy nghĩ của họ, cái niềm tin của họ. Thì chúng ta hai bên trao đổi với nhau để hiểu về niềm tin, còn trong khi mình chia sẻ thì chính Chúa Thánh Linh sẽ hành động làm việc, chứ không phải là mình bắt người ta phải tin cái niềm tin của mình. Dạ, còn vài điều nữa xin người khác ạ. Chúng ta ôn lại một chút xíu. Điều gì mình cần phải tránh khi mình đi làm chứng để Chúa cho người khác? Rồi cô Năm không, tuần vừa rồi không có đi làm chứng, cô Năm có nhớ không cái yếu tố nào là mình cần phải tránh khi mình đi làm chứng? Ngoài ba cái yếu tố trên còn yếu tố nào nữa? Mục sư ơi, cô hôm nay mới vào buổi học đầu tiên. Quá thế à? Vâng. Rồi, thế lúc nào cô nghe lại cái bài này trên YouTube nha. Sẽ đăng Vâng đầy ạ. đủ trên YouTube á. Vâng, cảm ơn mục sư ạ. Xin mời chị Ngọc Mỹ nào. Còn ngoài ba yếu tố trên còn yếu tố nào mình cần phải cẩn trọng khi mình đi làm chứng cho một người ngoại đạo? Dạ, thật sự thì không 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 có nhớ mục sư, nhưng mà hồi tuần rồi thì có làm chứng được cho một cái cô đó 65 tuổi. Tại vì nãy giờ cũng vừa 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 coi bà vừa vừa nghe mục sư giảng thôi, chứ cũng chưa có coi lại bài. Dạ. Đang ở với bà đây. À dạ, tạ ơn Chúa. Dạ, thế là rất là được khích lệ. Như vậy là có đi làm Làm, chứng. Dạ. dạ có Thế làm mình chứng được làm chứng. 45 tuổi. Dạ. Thì cô ấy
mới nhìn thì tưởng cổ 70 mấy 80 tuổi không cơ, cái đến chừng nói chuyện thì hỏi ra thì cổ mới có 65 tuổi mà cổ già lắm, đi lụm khụm lắm. Rồi mới hỏi hoàn cảnh gia đình của cô thì cô nói là cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ, từ 8 tuổi rồi, hỏi có con có cháu gì không thì cổ nói là cổ không có gia đình, cổ sao có mấy đứa cháu nhưng mà không có nhìn cổ. Thì mình bắt đầu từ đó mình mới nói là cô ơi, bây giờ ba mẹ cô không có ba nhưng mà có một người cha trên trời luôn yêu thương cô. Mình mới giới thiệu về Chúa Trời đấng yêu thương đó, rồi cháu cô bỏ cô nhưng mà cha trên trời thì không có bỏ cô. Cô quay về với nhà cha đi, cha chờ đợi cô 60 mấy năm rồi. Thì nói chuyện với cô thì cô thấy cô lúc đó như đụng chạm tới lòng của cô sao thì cô chưa đụng chạm sao thì cô cũng rưng rưng nước mắt. Thì nói một lát thì nói bây giờ cô về về đi, có cha thì cô sẽ không thấy cô đơn, không có mồ côi nữa, thì có cha chăm sóc cho cô trong cái tuổi này. Khi cô cần cái gì thì cô kêu cầu thì cô cũng cảm động và cô tin Chúa. Dạ, cô cũng cầu nguyện tin Chúa. Tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Tôi không có cơ hội để tiếp cận với những người như vậy, và anh chị em cũng không có cơ hội để tiếp cận. Anh em mỗi một người Chúa sẽ đưa một đối tượng đến để cho chúng ta tiếp cận, và chúng ta tận dụng tất cả các cơ hội đấy để làm chứng cho Chúa rất tốt. Bây giờ tôi sẽ ôn lại một chút nhé. Điều thứ nhất đó là chúng ta tránh nói tâng bốc về hội thánh của mình này, giáo phái của mình, hệ phái của mình hoặc là tôn giáo của mình. Điều thứ hai là tránh những chủ đề gây ra tranh cãi. Những cái tranh luận, tranh cãi với nhau đó, tranh cãi như là đạo Chúa có trước hay đạo Phật có trước hay đạo Hindu có trước, Tin lành có trước hay công giáo có trước. Đấy, cứ đúng sai những cái chuyện đấy nó không giải quyết gì trong công việc cứu người hết, mà chỉ gây ra những cái bức xúc cho người ta thôi. Bởi vì đôi khi chúng ta phải hiểu rằng có những cái nó thuộc về niềm tin, mà niềm tin thì đôi khi nó không có khái niệm đúng sai gì cả. Ai ta tin gì thì ta nói như vậy. Thành ra là những cái niềm tin đấy mà nó không có phục vụ, những cái thông tin mà nó không có phục vụ cho việc chia sẻ phúc âm thì chúng ta không nên tranh cãi, bởi vì đây không phải là diễn đàn để trao đổi đưa ra cái quyết đoán ai đúng ai sai, mà nó chỉ là cái buổi trao đổi để chia sẻ về phúc âm thôi. Chúng ta không được quên cái mục tiêu lớn nhất là chia sẻ phúc âm chứ không phải là diễn đàn để tranh luận. Thứ ba là tránh nói những cái nhạy cảm. Những cái gì là những cái nhạy cảm? Những cái nhạy cảm nhất đối với người Việt đó là cái vấn đề thờ cúng. Đấy, người ta mình đang nói về Chúa xong tự nhiên mình đã nói về vấn đề thờ cúng thì người ta rất là sợ điều đó, bởi vì đối với người Việt Nam của chúng ta là cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên là cái gì nó rất là thiêng liêng, những cái liên quan đến ban thờ, liên quan đến những cái ngôi mộ là cái rất là thiêng liêng. Ngoài vấn đề thiêng liêng nó còn có nỗi sợ nữa, là sợ nếu mà không làm theo thì là người âm về là sẽ hành. Thế cho nên là khi mà mình nói những vấn đề nhạy cảm ấy ra trong khi mình chia sẻ phúc âm thì có thể là người ta đóng lòng lại luôn, người ta không muốn tiếp nhận nữa bởi vì người ta sợ quá. Đó. Rồi những cái cụm từ mình sử dụng như là ăn của cúng là ăn đồ ma quỷ này, thờ cúng là thờ ma quỷ này, thờ người chết là thờ ma quỷ này. Đấy thì những cái từ đấy là những cái từ chúng ta cần phải tránh. Mặc dù nó là sự thật nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta nên nói trong khi mình làm chứng về Chúa cho người khác, bởi vì đối với họ, họ không có thờ lại ma quỷ mà họ thờ lại ông bà tổ tiên. Họ cũng không đồ ăn đồ của ma quỷ mà ăn cái lộc của ông bà tổ tiên. Đấy, chúng ta từ cái khái niệm tốt đẹp mà mình lại chụp cho một cái mũ đen tối là của ma quỷ thì chúng ta phải vô cùng là cẩn thận khi chúng ta suy nghĩ kỹ khi chúng ta nói điều này. Khi học lời Chúa rồi tự lời Chúa sẽ phơi bày cho người ta để giúp người ta hiểu. Rồi những cái điều thứ tư đó là tránh nói tất cả những gì mình biết. Tại sao chúng ta không nên nói tất cả những gì mình biết? Bởi vì mục tiêu chính của chúng ta đó là chia sẻ phúc âm. Sứ điệp phúc âm chỉ đơn giản là giúp cho người ta nhận biết họ là người có tội này, họ ăn năn, có quyết định ăn năn từ bỏ tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Đấy là sứ điệp phúc âm. Mình nói cách nào thì nói cái gì, nói cuối cùng nó phải tập trung xoay quanh về sự cứu rỗi.
Anh em, nếu như mà mình tin Chúa lâu năm mà mình biết nhiều đó thì mình rất dễ rơi vào cái xu hướng là cứ người ta nói bất cứ cái gì là mình đều có thể nói lại được hết ấy. Và mình cứ thế là mình nói triền miên, nói dài, nói dai, nói rằng, thì điều đấy không phải là tốt, bởi vì sẽ làm cho người ta, não bộ người ta không thể liên kết được các cái thông tin mình nói lại với nhau. Và đôi khi người ta có cái cảm giác như là mình đã là người biết hết tất cả mọi cái, thì hoặc là ông ta cứ nói bừa thì cũng có thể tạo ra một cái khoảng cách. Đấy, thì chúng ta cố gắng là nói những cái gì cần thiết phải nói thôi, chứ không phải mình biết cái gì mình cứ nói hết. Đặc điểm thứ 1, 2, 3, 4, thứ 5 đó là tránh độc thoại, nên tạo ra sự tương tác. Đó. Đặc điểm thứ 6 đó là tránh nói những thông tin không liên quan đến giao giảng phúc âm nói chung. Ví dụ như những thông tin là hội thánh của tôi là rất tốt, rồi chúng tôi giúp đỡ được cho bao nhiêu người trẻ mồ côi này, đấy, những cái thông tin ấy mặc dù nó tốt nhưng nó không phải là cái giúp đỡ gì cho cái công tác giao giảng phúc âm. Đấy, hay là hội thánh của tôi mới mua được một cái mảnh đất rất là rộng, và hoặc là hội thánh tôi mới có được giấy phép của nhà nước hoạt động, vân vân vân, những cái thông tin đấy là những thông tin nó không phục vụ gì cho mục đích giao giảng phúc âm, thì chúng ta không nên nói trong cái cuộc làm chứng đấy, vì mình chủ yếu là mình chia sẻ về đức tin thôi. Và điểm cuối cùng là chúng ta nên nhớ rằng khi mà mình mời họ đến hội thánh để dự cái buổi truyền giảng, hay là nghe một cái buổi chia sẻ phúc âm, hay là buổi thánh nhạc gì đó, thì chúng ta nên giới thiệu qua về hội thánh. Ví dụ như là hội thánh của mình là hội thánh tư gia hay là một cái ngôi giáo đường, thì nên cho họ biết trước để họ không cảm thấy bỡ ngỡ. Mời họ đến nhà thờ thì người ta sẽ hiểu là đến nhà thờ có cây thánh giá, có tháp chuông. Còn nếu nếu mà mình nói đến hội thánh tin lành thì người ta cũng có thể hiểu như vậy, chứ người không phải là một ngôi nhà bé bé xong rồi có mấy cái ghế mà mọi người để dép ở bên ngoài, thì trong cái khái niệm của nhiều người, người ta sẽ không suy nghĩ như vậy. Rồi cho người ta biết, ví dụ như là trong cái phòng của mình là sẽ bật máy nó lạnh đấy, anh vui lòng mang cái áo khoác mỏng đi để mặc, bởi vì mình không nói trước những cái thông tin đấy. Người ta đến hội thánh máy lạnh thì lạnh quá, người ta không thể thể nào mà ngồi được, thì người ta phải đi ra, mà mình cũng không thể tắt máy lạnh được. Nên anh chị em có hiểu được này không, là đấy là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng nó là cái tiểu tiết này quan trọng nếu như mình mời họ đến dự một cái buổi truyền giảng phúc âm. Và nếu như mình mời họ đến một cái buổi truyền giảng phúc âm ở ngoài trời mà nó lại quá nóng chẳng hạn đấy, thì mình có phải cho họ biết là cái buổi ngoài trời đấy anh nên mang theo cái quạt giấy chẳng hạn, hoặc là mang theo nước. Rồi khi người ta đến hội thánh thì mình chỉ cho người ta là nhà vệ sinh ở đây, vệ sinh ở kia, người ta chủ động. Thế bây giờ đến giờ nhóm rồi, mình thì ngồi tuốt bên trên, khách thì mời bên ngồi bên dưới, hoặc là mình ngồi bên dưới, khách ngồi bên trên, lúc ấy có khi là không không ngồi cùng nhau được vì một yếu tố nào đó, hoặc là người ta ngại, người ta đến người ta có nhu cầu đi vệ sinh người ta không có dám hỏi ai. Thì đấy là những cái tiểu tiết mà mình cần phải để ý nếu như mời một người đến cái buổi chia sẻ phúc âm ở tại một hội thánh tư gia hoặc là một hội thánh có cái ngôi giáo đường. Đấy thì một vài cái chú ý như vậy để chúng ta cần để ý. Rồi bây giờ tôi sẽ nói thêm một vài yếu tố nữa, rồi sau đó là chúng ta sẽ thực tập chia sẻ phúc âm. Rồi chúng ta chia sẻ phúc âm thì đối tượng của chúng ta là có trẻ em này, rồi có các bạn ở độ tuổi thiếu niên này, rồi độ tuổi thanh niên này, rồi những người độc thân này, những người có gia đình này, rồi những người đã lên tuổi ông bà này, rồi những người lão niên. Thì anh chị em vui lòng cho biết cái ý kiến của mình này, theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cái độ tuổi nào mình làm chứng là người ta dễ tin Chúa nhất và tại sao? Độ tuổi nào dễ tin Chúa và độ tuổi nào khó tin Chúa hơn?
Trẻ em dễ tin Chúa hơn mục sư, càng lớn tuổi thì càng khó tin. Dạ, có thể giải thích qua xong cái suy hiểu của mình là tại sao lại như vậy được không? Dạ thì theo tôi thấy là trẻ em á, thì nó có cái tính như là nó cần cái sự che chở, cần dựa dẫm, cần lệ thuộc đó, thì thành ra là và nó cái tính của trẻ con thì nó rất dễ tin, nó như một tờ giấy trắng, mình nói cái gì thì các con nó tin. Còn người lớn thì họ có từng trải rồi, họ cũng va chạm rồi, họ cũng kinh nghiệm sống ở đời họ cũng nhiều, họ có những cái sự so sánh và cũng có cái ý chí, cái suy nghĩ đó. Dạ thì theo tôi thấy nó như vậy thôi nha. Dạ, cảm ơn ạ. Và xin những mời những anh chị em khác ạ. Cái độ tuổi nào dễ, độ tuổi nào khó và tại sao? Như với tôi Kim Anh, với tôi thì tôi đi làm chứng cho những người lớn tuổi, những người già, tôi cảm thấy là dễ hơn là những tầm trẻ trẻ, với là với riêng cá nhân tôi, bởi vì tôi làm chứng thì bao giờ tôi cũng người ta cũng nói về những cái mà người ta là ở bên tôn giáo này, tôn giáo kia, nhưng tôi bảo là tôn giáo nào thì cũng tất cả đều dưới trời, và trời chính là coi như là ông trời và ban Chúa Giêsu xuống thế gian để gánh tội lỗi cho mình, nên mình càng sống nhiều năm thì càng nhiều tội. Nên tôi nói rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà tôi cũng nói về cái vấn đề đấy, thì tôi thấy là làm chứng cho những người già thì cảm tạ ơn Chúa là Chúa bắt phục người ta, thì tôi lại thấy coi như là được kết quả hơn. Tạ ơn Chúa, lời khen Chúa đấy, tôi thấy riêng tôi thế thôi. Dạ, cảm ơn ạ. Xin mời anh chị em khác. Dạ, nói xong vui lòng giúp sư tắt cái micro đi. Cũng nói luôn là làm chứng theo một sư hỏi thì làm chứng cho cái tuổi nào dễ tin Chúa nhất, thì theo tôi thì tôi nghĩ làm chứng cho cái những người nào già cả dễ tin Chúa nhất. Cái tuổi mà tuổi trẻ, tuổi là nhất là cái tuổi chưa cho em mới lớn thì cứ luôn luôn họ hắn là họ có cái suy nghĩ trong đầu đời còn dài, từ từ không đâu dễ, cho dù là họ mình có nói đúng đi nữa hắn cũng có cái suy nghĩ như vậy, từ từ. Còn cái tuổi mà ông già 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 nghĩ như gần 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 qua đời rồi, người ta tiếc, người ta sợ, cho nên sợ là sợ cái lúc mà chết mình không biết mình đi đâu, mà trong khi mình làm chứng thì những người đó là những người già, là những người dễ tin Chúa nhất. Thế nghĩ vậy chị hết Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin mời anh chị em khác ạ. Chúng ta nghe cái thông tin và những cái chia sẻ từ anh em là mình sẽ thêm cái phần tham khảo cho cái hành trình chia sẻ đức tin của chúng ta. Dạ, theo thấy đây là tuổi trung niên đó mục sư. Vì họ giống như là họ đứng ở đoạn giữa của cuộc đời. Và trong cái tuổi trung niên thì nếu như mình có một cái mối liên hệ tốt với những cái người ở cái tuổi đó thì mình tương tác được, mình sâu sát được, mình giống như là trong cái lối tương tác của mình quan phòng với họ được. Cho nên là có những cái vấn đề này kia mình có thể dễ nói hơn. Và như vậy thì cũng đi tới cái đoạn giữa cuộc đời, thành ra là sẽ có những cái đồng cảm nhất định đó một sư. Và khi mà nói về một vấn đề nào đó thì có thể là sẽ động chạm. Ví dụ như không về người chồng thì về người con, không về người con thì về người vợ, và những cái việc khác liên quan đến gia đình, cho nên là
dễ dễ động chạm hơn nha. Dạ xin hết. Dạ, xin cảm ơn. Phần lớn trong chúng ta khi đi làm chứng thì mình đều thấy rằng là đối tượng dễ nhất là trẻ em. Trẻ em tức là các bạn ở độ tuổi từ lớp 5 trở xuống ấy. Khoảng lớp 5, lớp 6 trở xuống. Càng bé thì càng dễ tiếp nhận hơn. Vì cái độ tuổi đấy là đang lớn lên, cái nhận thức còn ít và cái khả năng lý luận nó thấp và cái độ lệ thuộc nó cao. Vì vẫn là độ ở trong độ tuổi đi học nhé. Thế thành ra là các bạn dễ tiếp nhận hơn. Nên là trẻ em cũng là một cánh đồng rất là lớn cho công tác chinh phục các linh hồn hư mất về với Chúa. Và người ta nghiên cứu ra rằng là phần lớn những cái mục sư đó và những nhà truyền giảng nổi tiếng ở trên thế giới thì là tin Chúa ở độ tuổi thiếu niên. À, trong cái độ tuổi đấy có thể là trước đó và là trong cái độ tuổi đấy, tức là sau tin Chúa sau đó thì là cái khả năng mà đứng vững ở trong chức vụ thì nó thấp hơn. Đấy, như vậy là nếu như mà trẻ em mà được tin Chúa sớm ấy thì cái khả năng còn giữ vững ở trong chức vụ mai sau nó sẽ rất là cao hơn so với những người tin Chúa ở những cái giai đoạn sau của cuộc đời. Và cái đối tượng thứ hai như anh em chia sẻ đấy là những người già. Những người già thì người ta chuẩn bị là người ta thấy yếu đuối phần phần cơ thể đấy và bệnh tật nhiều và người ta cũng chuẩn bị đối diện với cái chết, cho nên là người ta dễ mở lòng ra tin Chúa, bởi vì lúc đấy người ta hướng tới nhu cầu tâm linh nhiều hơn. Cho nên chị em thấy rằng ngay cả việc đi chùa đi nhà thờ cũng thế, thường thường là những người già là những người ít khi vắng mặt lắm, và những người trẻ có sẽ vắng mặt hơn là những người già, vì những người già là cái nhu cầu tâm linh họ cao hơn. Thế còn khi khi một người mà bước vào cái việc xây dựng gia đình á, tức là hết cái cuộc đời độc thân ấy, thì có cái sự ràng buộc giữa hai bên ấy, thì lúc đó một phần vì trách nhiệm đối với gia đình cho nên họ tin Chúa cũng khó hơn lúc khi họ còn là độc thân. Ví dụ như là một người ở độ tuổi 2 năm vẫn còn đang độc thân với một người ở tuổi 2 năm đã kết hôn, thì cái người 2 năm ở độ tuổi độc thân dễ cởi mở và dễ tiếp nhận Chúa, dễ theo Chúa hơn là một người có gia đình. Bởi vì khi có gia đình thì nó còn có cái sự ràng buộc. Vậy khi có gia đình thì nó còn có một cái căn nhà, và đã có căn nhà rồi ấy, thì lại phải có một cái bàn thờ gia tiên tại đó. Thì chính cái đấy cũng là một cái ràng buộc đối với họ. Thế còn nếu như là độc thân ấy, thì họ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm cho những cái việc đấy mà bố mẹ họ sẽ phải lo. Đấy, như vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ những yếu tố này để mình xem là cái cách tiếp cận của mình đối với từng độ tuổi nó khác nhau như thế nào. Và khi mà họ thanh niên, qua cái độ tuổi thanh niên họ đến cái độ tuổi trung niên, thì cái độ tuổi trung niên nó sẽ khó hơn là cái độ tuổi tráng niên. Vì độ tuổi tráng niên là nó sẽ tiếp cận với độ tuổi lão niên ấy, thì càng như lúc nãy nói là càng về già thì người ta càng dễ để mở lòng hơn đối với phúc âm. Tất nhiên là chúng ta đây đang là so sánh giữa các độ tuổi thôi, chứ còn nó thực ra cũng có rất là nhiều người già thì họ cũng không có dễ mở lòng đối với Chúa đâu. Thì cái độ tuổi trung niên ấy, là cái độ tuổi mà người ta cũng đã ổn định trong cuộc sống này, và người ta đã có vị thế này, người ta cũng có rất là nhiều cái sự ràng buộc giữa bên bên vợ, bên chồng, con cái, rồi thậm chí là có thể là có cả cháu rồi. Đấy, cho nên là cái khả năng là Vẫn bị đảm vẫn luôn thích là chị Thu vui lòng tắt dùng có micro. À, chị Thu dạ. À, thì cái độ tuổi đấy nó sẽ bị ràng buộc nhiều, và chính vì vậy nó sẽ khó hơn trong cái việc cởi mở đối với phúc âm. Khi nào mà nhiều, càng nhiều trách nhiệm và cái niềm tin tôn giáo càng nhiều ấy, thì lúc đó là cái việc họ đến với Chúa nó sẽ càng khó hơn nữa. Hay nói cách khác là cái đồn lũy để trói buộc cái con người của họ nó sẽ càng nhiều hơn, và chúng ta cần nhiều sức lực, cần nhiều cầu nguyện nhiều hơn nữa để có thể là phá vỡ những cái đồn lũy trong những cái người như vậy. Rồi bây giờ thêm câu hỏi nữa để anh chị em tham khảo cái cách để chúng ta sẽ tiếp cận với từng đối tượng.
À, giữa nam với nữ thì đối tượng nào dễ tiếp nhận Chúa hơn và đối tượng nào khó tiếp nhận Chúa hơn và tại sao? Giữa giới tính nam và giới tính nữ thì giới tính nào dễ tiếp nhận Chúa hơn? Giới tính nào khó tiếp nhận Chúa hơn, tại sao? Em nghĩ là giữa đối tượng nam với nữ ấy, thì là nữ dễ tiếp nhận Chúa hơn là nam giới, bởi vì nữ giới thì sống bằng tình cảm nhiều hơn là nam giới sống bằng lý trí nhiều hơn. Thế thì mình chia sẻ họ là nữ giới thì sống về tình cảm về gia đình nhiều hơn, nhưng đôi lúc thì khi khi mình kể chuyện hay mình nói được cái điều gì đó thì nữ dễ cảm động hơn, còn nam khó cảm động hơn. À, xin cảm ơn ạ. Xin mời anh chị em khác. Bây giờ chúng ta cứ nhìn này, trong cái phòng Zoom này có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam. Chúng ta nhìn đi nhìn lại, tên nam là khá là ít này. Còn Bích, cái mới Thị này, mới Ngọc, Ngà này, mới còn đâu Văn nữa. Văn đâu hết này, Phạm Văn, Nguyễn Văn gì đâu hết này. Nam sẽ nói chung là ít tin Chúa hơn và khó tin Chúa hơn nữ. Vì cơ bản ấy, giống như là vừa rồi người chị em có nói đó, là không phải là người nam không có nhu cầu tâm linh, cả nam và nữ đều có nhu cầu tâm linh, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người. Giới tính nam hay nữ đều là con người, đều có nhu cầu tâm linh. Nhưng hai đối tượng này á, sẽ niềm để cho họ tin ấy, thì nó sẽ khác nhau. Người nữ thì hay quyết định bằng cảm tính, còn người nam thì hay quyết định bởi lý trí. Chúng ta có hiểu điều này không ạ? Người nữ thì xử lý vấn đề bằng cảm tính, còn đâu người nam thì xử lý vấn đề thường bằng lý trí. Ví dụ như trong gia đình mà có chuyện buồn thì quý vị sẽ thấy ngay lập tức là người nữ có thể là khóc quá lên, khóc to đùng, nhưng người nam thì không thấy tiếng khóc. Và nếu có khóc chăng nữa thì họ không khóc tạo ra tiếng. Bởi vì tại sao? Họ cũng đau buồn giống như người nữ chứ không phải là không đau buồn, nhưng cách thể hiện nó sẽ khác nhau. Người nữ thì chỉ việc là mình cảm thấy cái gì là mình phải thể hiện ra bên ngoài, nhưng người nam thì không. Họ sẽ cân nhắc, họ suy nghĩ, nếu như cần phải khóc họ sẽ không khóc trước mặt mọi người, họ sẽ về nhà họ khóc chứ họ không có khóc trước mặt mọi người. Và người nữ ấy, thì thường xu hướng tới những vấn đề về tâm linh dễ dàng hơn so với những người nam. Những người nam thường xu hướng tới công việc này, nghề nghiệp này, khoa học này. Và bên cạnh đó thì còn có một cái khái niệm chung chung ấy, mà rất nhiều người nam giới họ suy nghĩ là cái vấn đề tâm linh là những cái vấn đề cho đàn bà và cho những người ít học. Còn là những cái người đàn ông ấy, là người ta nghĩ đến cái chuyện lớn, những cái chuyện làm, những cái chuyện gì nó có ích. Và đấy, rất là nhiều người người ta cũng có thể suy nghĩ như vậy. Cái điều đấy nó cũng có thể cản trở họ đến với Chúa. Thì người nam ấy, để tiếp cận với người nam ấy, thì sẽ cái cách tiếp cận nó sẽ phải khác với người nữ. Ví dụ như khi chúng ta nói chuyện làm chứng về Chúa cho người nữ, thì
Rất nhiều người sẽ nói như này: chị ơi, chị đến với Chúa đi, Chúa rất là tốt, Chúa rất là tốt, Chúa yêu thương chúng ta lắm, Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta lắm, Chúa chết thay cho chúng ta, Chúa rất là yêu tôi, Chúa rất là yêu chị. Thế là mình cũng nói cái cách y như vậy đối với một người nam: anh ơi, anh đến với Chúa đi, Chúa rất là tốt, Chúa yêu anh, Chúa yêu chị, Chúa chết thay cho tội lỗi chúng ta. Thì trong tâm trí của người nam ngay lập tức người ta sẽ phản ứng lại ngay, người ta bảo cô ấy nói cứ nói mà không biết mình đang nói gì. Thì Chúa tốt là Chúa tốt ở cái nào, cô phải chứng minh được cho tôi là Chúa tốt ở chỗ nào, vì Chúa không nhìn thấy. Bây giờ cô bảo Chúa tốt thì Chúa tốt ở đâu? Thế bây giờ cô bảo là Chúa chết thay cho tội lỗi, Chúa chết thay cho tội lỗi kiểu gì? Mình làm nên mình là người gây ra tội, làm gì có chuyện ai lại lại có người chết thay được cho mình. Để cô chứng minh đi Chúa chết thay cho tôi ở cái nào đấy. Thì chúng ta thấy đúng không ạ, đối với người nữ khi mà nghe những cái thông tin như là Chúa yêu chị này, hay là Chúa chết thay chúng ta, là đến với Chúa được sự bình an, thì ngay lập tức họ có thể dễ dàng họ tiếp nhận ngay, bởi vì cái tiếp nhận của người nữ ấy, nó khác, họ tiếp nhận bằng cảm xúc nhiều hơn, trong khi đó người nam tiếp nhận bằng lý trí nhiều hơn. Nếu họ họ cần phải hiểu là tại sao nó lại như thế, khi người ta được thuyết phục rồi thì người ta mới đến với Chúa, chứ không phải là nói chuyện với người nam là cứ giống như cách nói với người nữ là không được. Đấy thì đấy là tôi đang gợi mở cho anh chị em thấy rằng là giới tính khác nhau này, độ tuổi khác nhau này, thì cái cách họ tiếp nhận cũng khác nhau. Bây giờ tôi lại mở rộng hơn nữa nhé, giữa người thành thị và người nông thôn, rồi giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, rồi giữa người dân tộc thiểu số phía Bắc, dân tộc thiểu số phía Trung và dân tộc thiểu số ở miền Giáp và miền Nam và khu vực miền Nam, thì tiếp nhận đức tin sẽ khác nhau như thế nào. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải đưa ra. Xin lỗi anh chị em vừa bị mất mạng, không biết tại sao wifi bị mất mạng. Ok, tôi xin được tiếp tục ha. Thỉnh thoảng nó lại gặp một số những cái trở ngại. Ok, chúng ta thấy rằng là sẽ có mỗi một đối tượng thì cái cách tiếp cận nó sẽ khác nhau. Chúng ta nói chuyện với một người lớn tuổi nó khác nói chuyện với một thanh niên, nó khác nói chuyện với một đứa trẻ con, nói chuyện với người nữ khác nói chuyện với người nam,
nói chuyện với người thành thị khác, nói chuyện với người nông thôn, nói chuyện với người mà người Kinh khác với người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số phía Bắc khác với dân tộc từ phía Trung và miền Nam. Cái cách tiếp cận sẽ phải khác nhau, vì Phaolô nói tôi ở với mỗi người sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau để họ được đến với Chúa, chứ không dùng một cách thức để nói cho tất cả mọi người. Có một cái hình ảnh mà tôi hay dùng để cho nó dễ hiểu về cái cách chúng ta làm chứng, đó là mỗi một loại cá sẽ ăn một thức ăn khác nhau. Nếu anh chị em muốn bắt con cá mập ấy, thì có ai cầm cái lưỡi câu với cái con giun thì thả để bắt cá mập không ạ? Bởi vì cái con giun ấy, nó là thức ăn của cá, nhưng nó không phải là thức ăn của cá mập. Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện có thật nhé, của ông một ông mục sư. Ông ấy làm chứng trong một cái lần mà ông ấy về Hải Phòng, ông ấy mời các mục sư đến một cái nhà hàng. Ông ấy chia sẻ về cái khải tượng. Ông ấy lấy vợ, ông là người Việt Nam, lấy vợ người Trung Quốc, và Chúa sử dụng ông ấy để mở rất nhiều hội thánh và truyền giáo cho người Trung Quốc. Và tầm ảnh hưởng của ông ấy lớn mạnh ở tại Trung Quốc đến nỗi mà bây giờ ông ấy còn, chính quyền Cộng sản Trung Quốc còn bắt bớ, còn không cho ông ấy nhập cảnh trở lại Trung Quốc nữa mà. Thì ông ấy kể là cái thông tin như này để cho chúng ta cùng tham khảo đây. Ông nói rằng là khi ông ấy khuyến khích hội thánh của ông ấy đi làm chứng, mời các doanh nhân đến để họ tin Chúa, thì sau đó thì ông ấy hỏi các tín đồ là ơ thế tôi thích là anh chị em đi mời các doanh nhân đến làm chứng cho họ tin Chúa, tại sao không mời? Thế thì có một người doanh nhân ở trong hội thánh mới nói với ông rằng mục sư ơi, không phải là chúng tôi không mời, mà tôi có mời một người bạn doanh nhân đến hội thánh. Sau đó thì vừa đến rồi thì cái anh ấy bỏ về. Anh ấy bỏ về vì lý do như này. Anh ấy mắng cái người mời đấy, là sao anh lại mời tôi đến chỗ này để ngồi cùng với những người như thế này. Tức là đối với người ta là một cái doanh nhân thành công giàu có thì người ta phải ngồi cùng với, người ta đến những chỗ sang trọng và ngồi cùng với những người ăn mặc sang trọng gì đó. Thì khi mà đến một hội thánh mà thấy mọi người bình dân quá là người ta không đến. Rồi đấy là một cái kinh nghiệm. Rồi ông ấy kể lại một cái kinh nghiệm nữa, một tổ chức truyền giảng cho các doanh nhân thì tổ chức ở một cái nhà hàng, vì nhà hàng này có ăn uống mà có đãi tiệc, về sau đó thì không mời được khách vì lý do là, về sau mới biết là những người giàu ấy họ rất cẩn thận cái vấn đề ăn uống. Nếu như họ nói là ăn ở những cái nhà hàng mà nó bình thường như này thì đồ ăn không đảm bảo về mặt vệ sinh, an toàn thực phẩm. Về sau ông thay đổi chiến lược là để chinh phục những cái doanh nhân đấy về với Chúa, ông ấy tổ chức các cái chương trình ở khách sạn 5 sao, ăn những cái đồ ăn toàn là tiêu chuẩn 5 sao thôi. Thì ông ấy làm chứng rằng mỗi một năm hội thánh của ông ấy, ông có một chuỗi hội thánh ở bên Trung Quốc cơ, mỗi một năm thì có khoảng 50 gọi là đại gia Trung Quốc tin nhận Chúa qua chức vụ của ông ấy. Ông bảo là đại gia thực sự ấy, chứ không phải đại gia trên giấy tờ đâu. Ông bảo mỗi một năm có 50 doanh nhân tin Chúa vào hội thánh của ông ấy. Cho nên ông ấy đi truyền giảng bất cứ nơi nào ấy thì đều có những cái doanh nhân đi cùng xách cặp cho ông ấy, rồi chi trả hết tất cả các cái tiền, các cái chi phí cho
các cái chương trình ông ấy tổ chức, ông không phải lo cái gì hết. Thế thì chúng ta suy nghĩ gì về điều này? Chúng ta suy nghĩ về điều gì về điều này? Sao trong cái việc chúng ta chinh phục các đối tượng khác nhau cho Chúa? Bởi vì không thể nào cho con cá mập ăn cái con giun. Nếu mà mình cũng dùng một cái móc câu đấy và cũng dùng cái con giun đấy để mình đi bắt cá mập thì chắc chắn là sẽ không phù hợp. Thì mỗi một độ tuổi, mỗi một giới tính, họ sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau và chúng ta cũng cần phải có những cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ tiếp cận với giáo viên khác, tiếp cận với sinh viên khác, tiếp cận với một người kỹ sư khác, một người thợ máy khác, một người đi xe ôm khác, một người lái taxi khác. Cái tư duy, cái suy nghĩ của họ khác nhau và cách tiếp cận mình cũng khác nhau. Bây giờ tôi xin mời anh chị em chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái điều tôi vừa nói. Có câu hỏi gì hoặc là có cái lời bình luận thì cái suy nghĩ gì về cái điều tôi vừa nói thì anh chị em có thể vui lòng chia sẻ. Dạ, có ai có cái ý kiến gì, có suy nghĩ gì về điều tôi vừa chia sẻ không ạ? Chúng ta có thể bật micro lên chia sẻ. Dạ, xin có ý kiến là mục sư. Mục sư mới chia sẻ về cái việc những doanh nhân này kia thì đây là cũng là một cái đặc thù văn hóa. Nhưng mà nếu mà nói về đặc thù văn hóa dân tộc ấy ạ, thì đúng là người Trung Quốc ấy, mục sư. Thì họ có một thần và gọi là một cái tâm thế gọi là tượng thượng phong mục sư. Có nghĩa là ở đây nếu mà nói về tâm lý chung á, thì thường thường những người Trung Quốc nhưng mà nhất khi mà họ ở cái giới doanh nhân á thì họ thích mình được tôn lên, và như vậy thì mà khi mà đứng được ở một cái vị trí mà được như vậy thì sau đó họ cũng tiếp nhận được Chúa, thì đúng là họ là một cái công cụ rất là rất chi là đắc lực. Thì mục sư rất là đúng ạ. Thì ví dụ mục sư nói là với giáo viên là chia sẻ khác, rồi sinh viên chia sẻ khác, thì cũng rất là đúng, là tại vì mỗi giới, mỗi ngành hay là mỗi cái nghề nghiệp thì họ có những cái tương tác nó cũng khác nhau. Nhưng mà hồi nãy mục sư nói về những doanh nhân Trung Quốc và vì những doanh nhân vậy thì đúng là cái này là có thật, vì cũng một phần là do là cái tâm lý mà họ họ thích được thượng tôn, và có thể là họ cũng được Chúa biến đổi rồi họ được này kia, thành ra là họ rất là sẽ rất chi là đắc lực. Điều này là đúng đúng hồ sơ. Xin hết. Xin cảm ơn ạ. Xin mời anh chị em. Năm 1997 khi mà tôi được kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, lúc đó tôi đang nhóm ở một cái hội thánh tư gia. Ngày đấy tôi đi xe đạp. Và chắc là cái thời kỳ đấy thì phần lớn anh chị em vẫn còn đi xe đạp. Năm 1996, 96, 97, trong cái khoảng thời gian đó. Hội thánh không có ghế, ghế nhựa cũng không có. Và cái nền nhà đó thì nó không phải nền gạch đá hoa cương mà nó chỉ là nền xi măng láng lên xong mọi người ngồi trên đấy. Và khi thờ phượng rồi thì mọi người quỳ gối xuống thờ phượng. Và tất cả những người đến đấy thì không có ai có ý kiến gì là
không phù hợp cả. Nhưng bây giờ mời người đến một hội thánh cũng như thế thì có thể nó sẽ không phù hợp. Tôi nói là có thể chứ không phải là chắc chắn. Bởi vì khi năm 19, khoảng năm 1997 thì lúc đó kinh tế Việt Nam tất cả mọi người đều nghèo giống như nhau, đều đi xe đạp giống như nhau, và người ta chấp nhận cái việc ngồi ở đến một cái hội thánh tư gia và ngồi bẹt xuống đất không có máy lạnh gì cả. Nhưng đến bây giờ khi kinh tế của mọi người đã khác rồi thì cái suy nghĩ người ta cũng sẽ khác lên. Ngồi cái ghế nhựa là người ta cũng đã có cảm giác nó khác so với cái việc ngồi cái một cái ghế inox rồi. Đấy thì những cái yếu tố như vậy cũng là những yếu tố mà mình cần phải suy nghĩ tham khảo khi chúng ta mời một người mới, một người thân hữu đến một một điểm buổi nhóm lễ của chúng ta để họ có cơ hội được biết đến Chúa. Chúng ta nhớ cái lời Phaolô nói rằng là tôi làm mọi cách để cứu được không bất cứ người nào. Bây giờ mình có thể biện luận rằng là ôi thì họ đến với Chúa thì quan trọng nhất là Chúa động chạm lòng họ, thì khi Chúa đã động chạm lòng họ thì kiểu gì thì họ cũng theo. Đúng vậy, nếu như Chúa động chạm lòng họ thì kiểu gì họ cũng theo, nhưng vấn đề là có phải là tất cả những người chúng ta mời đến là đều được Chúa động chạm không? Có phải là một cái buổi nhóm ấy, mình mời 10 người bạn đến thì là 10 người đều có suy nghĩ tích cực hay là được Chúa động chạm không? Người ta không suy nghĩ như vậy đâu. Bây giờ tôi nói một cái trường hợp ví dụ như này nhé. Anh chị em nào đến Hội Thánh City Gate Hải Phòng thì cũng là một hội thánh gia, nhưng mà nó là một cái căn nhà xây riêng ra cho cái việc nhóm lại thờ phượng Chúa, cũng khá là khang trang. Khá là khang trang và thiết kế nó như là một ngôi nhà thờ, nhưng mà chỉ có một điều nó làm cái nhà và cái diện tích của nó thì khoảng tầm 60 mét vuông thôi, chứ nó không phải là một cái ngôi nhà thờ rộng lớn. Thế thì một lần chúng tôi tổ chức một đám cưới cho một tín đồ của hội thánh và có mời người thân trong gia đình của cô dâu chú rể đến. Sau cái đám cưới đó thì có nghe một cái lời phản hồi từ một trong những người thân của họ là người chưa tin Chúa. Phản hồi là đám cưới thì sao lại tôi tưởng là mời đến một cái ngôi nhà thờ nào, hóa ra đến một cái nhà, đến một ngôi nhà trông chẳng ra gì cả. Đấy, mọi người thấy chưa ạ? Đấy thì để chúng ta hiểu rằng là không phải mọi người đều suy nghĩ giống như nhau và không phải mọi người đều suy nghĩ giống như mình. Thì Phaolô nói tôi làm mọi cách để cứu được không cứ người nào, làm mọi cách mà. Đối với người trẻ con thì một bạn trẻ con thì cái cách nó sẽ khác so với một người trưởng thành. Có khi mà bạn một bạn trẻ con bạn hỏi bạn bảo mọi người tiếp cận, có khi bằng con tin Chúa thì bà bác cho con cái kẹo thì nó cũng tin Chúa. Con tin Chúa thì bác mua cho con cái kem. Ok, con tin Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa. Thế nhưng mà nếu mà một người trưởng thành ấy, mà mình bảo là tin Chúa thì tôi mua cho một cái chiếc xe đạp hay là tôi giúp đỡ những ít tiền, người ta bảo dụ dỗ. Mọi người thấy thấy không ạ? Nếu như nói một đứa trẻ con bảo ôi bố tin Chúa để cho một cái kẹo hay cho một cái kem, nó thích ngay, nó thích lắm. Nhưng mà nếu mà bảo là người lớn ở tin Chúa tôi sẽ giúp đỡ cho một ít tiền thì người ta sẽ bảo mình là dụ dỗ ngay. Thế nên là cái cách tiếp cận của mỗi một đối tượng nó sẽ khác nhau, không thể nào sử dụng một cách tiếp cận đối với tất cả mọi người. Và cả chứng đạo đơn cũng như vậy. Chứng đạo đơn, chúng ta chỉ dùng một loại chứng đạo đơn thì nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau. Ok, có ai có câu hỏi thắc mắc gì nữa không ạ? Hoặc là có gì cần chia sẻ về cái điều này không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực tập ha anh chị em.
Bây giờ chúng ta sẽ đóng hai vai, tôi sẽ là người thân hữu mà quý vị muốn chinh phục về với Chúa, muốn chia sẻ đức tin. Bây giờ cần một tình nguyện viên. Nè. Bắt con cá này là hơi có vẻ hơi sương đấy. Dạ, ai ai sẽ xưng phong ạ? Ngày mạnh dạn đây nha. Chúng ta đây là môi trường thực tập, mình làm tốt môi trường này là anh chị em sẽ ra ngoài thực tế, là chúng ta sẽ làm chứng một cách có hiệu quả hơn. Và cái phương thức thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ phương thức nào, có thể sử dụng, có thể chia sẻ sứ điệp phúc âm, hoặc có thể làm chứng về cuộc đời của mình, hoặc là làm chứng về một cái lời làm chứng nào đó của một thành viên trong hội thánh, vân vân, một cái gì đó để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho người khác. Rồi ai sẽ xung phong ạ? Rồi tôi đếm, nếu từ 1 đến 3 không ai xung phong là tôi sẽ đọc tên. Và tôi đọc tên không được khước từ nha. Rồi 1, 2, 3. Có ai không ạ? Rồi, không có ai, bây giờ tôi sẽ mời mời bạn Tú Nguyễn. Bạn Tú Nguyễn đâu rồi? Tú Nguyễn đâu rồi? Tú Nguyễn đang chăm em bé sao? À, tôi chưa nói được. Dạ. Dạ, xin mời Thu Hiền được không ạ? iPhone của Thu Hiền. Dạ, anh chị em vui lòng tích cực lên một chút. Alo, alo, iPhone của Thu Hiền. Ôi, sao im lặng thế này? Alo, alo, iPhone của Thu Hiền. Xin mời Ngọc Nga. Mời chị em Ngọc Nga có thể vui lòng bật micro được không ạ? À. Vâng, tôi sẵn sàng ạ. Trước hết là tôi cảm tạ Dạ. Chúa, sau đó thì xin chào mục sư và hết thảy ông bà anh chị em. Đúng Dạ, là vui nãy là lòng mục sư nói là bật. đừng mục sư nói là đừng để máy đó mà đi làm gì, mà đúng tôi đang bận chút việc tôi đi làm thật. Tôi muốn làm chứng từ nãy nhưng mà tôi đang bận thì tôi xin mọi người mục sư cùng mọi người tha lỗi cho tôi. Thì bây giờ tôi đang vào, tôi đang chờ đây. Rồi, ok. Bây giờ là phần thực tập nhé. Tôi Không, bây giờ không phải tôi đang là khát khao trong cái mục máy. này đã, mục sư cho tôi làm chứng đã. Tôi khát Dạ. khao là tôi như thế này, À, cái làm buổi bữa chứng trước ạ. mà Vâng, xin mời mình chị làm chứng ngắn gọn thôi nha. Dạ. vâng, buổi bữa trước mà mình vừa vừa mới học Dạ. xong ấy, thì là luôn cái lúc đó là tôi điện ngay về quê nhà. Thì điện về quê nhà thì có một bà bạn kém tôi 1 tuổi, thế nhưng mà tôi cũng gieo rắc từ trong năm rồi. Thế nhưng hôm vừa xong là mục sư nói là mỗi trong 1 tuần này là mỗi người là phải
kiếm lên một bó lúa về cho vương quốc của ngài. Thế tôi phải nhanh chóng, tôi phải điện về ngay. Thế tôi đánh tôi về, tôi điện về, tôi lại làm chứng tiếp tục. Thế thì tôi bỏ lỡ, bỏ bỏ đẳng một thời gian để cho cái bà bạn tôi là để suy ngẫm rồi. Thế hôm đó là tôi lại tôi điện về, tôi điện về, tôi nói có đâu có mấy phút thôi, xong ngay. Thế là bà bạn tôi đồng ý tiếp nhận Chúa. Thế là tôi thì ở bên này tôi cũng xa xôi, tôi không làm nào được, mà tôi cũng không chăm sóc được, thì tôi lại phải điện về nhà nhờ một người lân cận của tôi là đã cũng có đức tin mạnh mẽ, thì tôi nhờ người đó mà cũng ở gần đó, gần bạn tôi, thì là để nâng đỡ, để đưa đi thờ phượng Chúa, đưa đi để tiếp nhận Chúa. Thì tôi cảm tạ Chúa, đó là tôi làm chứng, tôi đón được một, gặt được một bó lúa về cho vương quốc của Chúa. Tôi rất là phấn khởi, tôi rất là mừng. Đó. Tôi cảm tạ Chúa, tôi xin hết ạ. Dạ, tạ ơn Chúa. Bây giờ mình sẽ thực tập ha. Mục sư sẽ đóng vai trò không còn là mục sư mà là một người chưa tin Chúa. Bây giờ chị Ngọc Ngà sẽ là người tín đồ, chia sẻ cái gì thì chia sẻ. Mục đích cuối cùng là để cho người này nhận biết Chúa và tin theo Chúa. Bây giờ anh chị em chúng ta hãy quan sát, hãy ghi chép lại ha. Sau đó chút nữa, sau khi làm chứng xong rồi thì anh chị em sẽ đóng góp cho cô Ngọc này. Khi mình đóng góp là mình đang học cho chính mình đấy. Cái gì làm tốt, cái gì không làm chưa được tốt, cần phải đóng góp thêm ý kiến hay cần phải chỉnh sửa thêm gì đó. Thì sau cái giờ làm chứng này chúng ta sẽ cho biết cái ý kiến của mình. Dạ, chị Ngọc Ngà đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng ạ, tôi sẵn sàng. Vâng, xin mời. Bây giờ tôi, trước khi tôi sẵn sàng, tôi xin phép đây, mình tôi với mục sư bây giờ gọi là hai người bạn với nhau nhá, Dạ, hai người bạn với nhau cùng hoặc là chồng tôi nữa. với anh, dạ. Và tôi với anh như một người đi đường hoặc một người bạn gì đó. Vâng, bây giờ tôi để một người bạn đi, hai người bạn đi cho nó dễ, cho nó dễ, để còn phải thăm phải lo cho nó dễ trò chuyện Dạ, nhá. vâng, Tôi mới gặp cậu dạ, đấy, dạ, phải không? được, được, dạ. Dạo này thế nào? Thế công việc có ổn không? Công việc của cậu dạo này có ổn không? À, cảm ơn bạn, tớ vẫn ổn và cái Thế mọi à? cái tốt đẹp hết. Nhờ nhờ Ừ. trời, nhờ trời, có lẽ là nhờ thêm cả Chúa của bạn chắc là mới được ổn. À, thì cậu đã cũng có Chúa rồi à? Cậu biết Chúa, về Chúa, với ông trời rồi à? Thì bạn chả nói về về Chúa cho tớ một vài lần lên đây nhưng mà tớ chưa hiểu lắm, cũng chưa theo. À ừ, cái bữa đấy là tôi nói với cậu rồi, tôi nói nhiều rồi nhưng mà cậu có nghe tới đâu. Cậu lúc nghĩ là cậu cứ lý do đi chấu là cậu lại bảo là thôi tớ bận để lúc khác. Đó thì bây giờ cậu suy ngẫm đi, mà cậu thấy đây, cậu thấy đời sống của tớ thấy hay không? Tớ chưa có Chúa ấy, mà tớ với cậu giao lưu là cách sống của tớ một cách khác, nhưng bây giờ cách sống của tớ nó khác hoàn toàn. Không định nói đâu nhưng mà tớ thấy cậu lại mở màn ra là nói là nhờ trời với nhờ Chúa, thì tớ cảm tạ Chúa, đúng, cảm tạ ông trời cậu ạ. À, đấy, như mọi khi tớ nói với cậu này, tuyệt vời lắm, mình đến với ông trời, ông trời tất cả những gì mình khó, gọi là mình làm ăn chăn nuôi, hay là đồng ruộng hay đồng áng, cái gì mình khó khăn, cái gì không mưa rồi làm ăn không tiện, có nào nuôi được đàn lợn nó có bị lọ bị cháy nắng rửa rồi lọ kia, mình kêu ôi ông trời cứu con với, ông trời ơi con khổ quá, con đầu tư bao nhiêu bây giờ con mất tất, hay là làm đồng làm áng ngô lúa mùa màng, ôi Chúa ơi Chúa đồng ông trời ơi ông trời mưa cho con đi, chả lúa của con mất hết, ngô của con mất hết nhiều quá, ôi ông trời ơi ngô lúa coi như là ngập lụt hết rồi, Chúa ông trời ơi ông trời thương, ông trời cứu với. Đấy cho nên là tôi nói thật với cậu, chứ tớ nói với cậu từ mọi khi đấy, mình trước cái tớ cũng thấy, tớ cứ tưởng là tớ từ khỉ ra cơ, nhưng ai biết đâu là bây giờ tớ đến Chúa, tớ học lời Chúa, tớ biết rồi là tất cả những gì là mình từ ông trời ra nó thật đấy. Ở Kinh Thánh là tôi nói thật chứ, từ những cái từ ốc viết, từ sợi chạc, từ cái gì từ lời nói, từ là từ gớm viết, từ đánh đá, từ bất trị, từ gớm gớm, cái gì bé nhỏ nhất, quan hệ vợ chồng cũng là từ của ông trời mà ra, tất cả trong Kinh Thánh. Ngày xưa mới tớ nói rồi, tớ cứ tưởng là các cụ ngày xưa là các cụ có những câu hắc búa thế, hay là tại sao mà các cụ dạy những cái này, mà tại sao lớn lên mà chẳng dạy biết. Thế mà cuối cùng là tất trong Kinh Thánh từ bao nhiêu nghìn năm trước rồi, tớ không hiểu từ mấy nghìn năm trước rồi, nhưng mà tớ học Kinh Thánh là tất tần tật tất cả những gì bọn mình đã và đang nhận lãnh ở trên đất này đều của ông trời hết, chứ chúng ta không có gì đâu. Chứ lúc đầu mình cứ tưởng là của các cụ đấy, nhưng mà đến với Chúa ấy, đến với ông trời ấy, mình tiếp nhận ra mình có lỗi,
Bây giờ như cậu mà cậu trước bây giờ cậu nè, tớ thì tớ biết, tớ với cậu là cùng ở bên bên Nam Mô đi thờ phượng, thờ thờ ông Phật ngày xưa đấy là cậu biết rồi đấy. Nhưng mà từ ngày là tớ đi sang bên thờ ông Thì trời này này. Ừ. các nhà hàng là bạn đấy là trời, nhưng mà trời là trời trời thế thế thôi chứ còn đâu Khó nghe quá, mất mạng rồi. cũng làm trên đó ấy. Khó nghe quá, phải vào lại mạng. Khó nghe quá, phải vào cái này. Mất mạng. Đã nghe được chưa ạ? Ở đây bây giờ nghe được, đang đang định vào cái máy khác. Mất mạng, nãy mất mạng, chưa nghe thấy ông bạn nói gì. Rồi, nói là bạn nói nhiều về ông trời thì tất nhiên là nói thì đương nhiên đấy chỉ là câu cửa miệng thôi, chứ còn trời thì cũng phải làm mà ăn, chứ không có làm thì đấy cái gì mà ăn. Đấy Đó, chính vì đó chỉ mà cậu bây giờ kinh tế của cậu thôi, chứ đang còn dày đang dặn. trời nào cho mình ngô, trời nào cho mình lúa, mình phải về phải làm việc, mình phải chờ lao động và làm việc chứ làm gì có tất tần tật Làm làm cho nhưng mà trời. cậu nghĩ sai rồi. Bởi vì trước tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng bây giờ tớ học kinh thánh rồi tớ biết hết rồi. Chứ chúng mình nghĩ như thế là sai, không đúng đâu. Học kinh thánh này là ông trời ban cho hết. Ông trời cho ăn mới được ăn, ông trời không cho ăn là mất tất, là không được ăn đâu. Nhưng với lại mình đến với ông trời trước hết, cái tâm mình được bình an. Ngày xưa tớ hay nóng tính, tớ chỉ ơ một cái nên là tớ nóng tính, là tớ cãi vã cãi nãy ngay. Các cháu nó có cáu nó khó chịu không nghe lời là tớ cãi ngay, là tớ nhạy lên là tớ nóng tính. Nhưng bây giờ tớ êm dịu lắm, mà tớ bình thản lắm, tớ sướng lắm, bình an lắm, không có gì phải suy nghĩ gì cả. Mà đến mới mới ông trời tiếp nhận ông trời, thứ nhất là mình được tha tội, là mình từ tội từ ông Adam mới bữa trước tớ nói với cậu đây. Đấy, tớ nói cho cậu hiểu rồi. Mình mà đến với ông trời, chỉ có ông trời, cả những đạo gì thì đạo, nhưng không ai tha tội cho mình được, chỉ có ông trời mới tha cho mình được. Mình tiếp nhận Chúa, nhưng mà trừ khi cậu mà mới mở lòng ra, cậu tiếp nhận Chúa, cậu mở lòng ra để đón nhận ông trời vào lòng cậu ấy, thì ông trời mới tha tội cho cậu được. Như bữa trước tôi nói là Chúa Giêsu đã chết trên tự thập giá để tha tội cho loài người đấy, tất cả cả loài người chúng ta đấy, là cậu nhớ đúng không? Cậu mới mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu vào lòng mình, thì Chúa sẽ ngự trong lòng mình, thì Chúa sẽ tha tội cho mình, thì từ đấy là mình được tha tội. Chứ còn nếu mà mình mà chưa đi bên ông Phật dạy cũng tốt. Đến ngày xưa bọn mình đi đấy, cùng bọn mình đi chùa đi chiền suốt đó, thì mình chả đi chả xin mãi nộp của đó. Thế nhưng mà ở đấy là người ta dạy tốt, người ta cũng dạy tốt, người ta cũng dạy mình tu tâm tích đức, mặc sức mà ăn, đời mình không gặp để cho đời con cháu. Thế nhưng mà cũng tốt, thế nhưng mà mình không được cứu rỗi. Nhưng mình đi bên này để cứu rỗi đó. Bên đấy cũng tốt, nhưng mình cũng bảo không phải là không tốt. Nhưng mà để mà chữa mê cho bệnh mình, cái bệnh chữa miễn phí cho mình, bệnh đôi khi là mình chữa được, Chúa chữa cho mình miễn phí. Mai nữa là mình biết là mình Chúa cứu rỗi mình theo Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, thì mình khi nào mình được về với Chúa, mình được làm con cái của Chúa, con cái của ông trời, chả sướng à, bình an năm sướng năm cậu ạ. Sướng, nhưng mà thực ra thì cuộc sống bây giờ nó vẫn ổn thỏa, có cái gì đâu. Thì Phật thì Chúa thì cũng tin thì để đấy thôi, chứ nó chỉ là niềm tin đấy, chứ còn có giúp được gì con người đâu. Mà mình vẫn về cơ bản con người mình vẫn phải tự nỗ lực chứ, ai học thay cho mình, ai làm, ai lao động thay cho mình. Thì Chúa Thế thì nhưng đâu có mà theo Chúa mà cứ ngồi không đâu, mà có cái mà ăn. được đồng ý, ai cũng phải làm, đi đâu cũng phải làm. Thế nhưng mà với điều kiện là mình làm cuộc sống trên đất này, thì cậu thấy đấy, cuộc đời chỉ có vài chục năm với 120 năm là hết. Bây giờ mình thì không biết thì phải chịu, chứ biết rồi thì chả tội gì. Tớ về tớ còn hối hận, tớ biết thế này mà tớ mà biết Chúa sớm tớ còn sướng nữa ấy. Thế bây giờ mình, các cụ cứ bảo là chết là hết, nhưng không phải chết là hết đâu cậu ạ. Mình sống làm sao, mình phải biết là mình nương cậy vào chỗ nào. Bên cậu đi bên đấy thì cũng được ban phước, cũng làm ăn cũng giàu có, nhưng tớ về với Chúa tớ cũng được giàu có. Thế nhưng mà tớ về với Chúa thì tớ khi nào, mình chỉ có vài chục năm trên đất, cùng lắm được 100 năm với 125. Tớ cánh tà là cứ làm con 125, ok chưa? Thế 125 là mình phải về, phải về chứ. Sao tôi chẳng phải đi cho bọn trẻ nó lên.
Thì vị như tớ là đến với Chúa của tớ, tớ có Chúa của tớ rồi, thì tớ sướng lắm cậu ạ. Thì tớ khi nào tớ chết thì là tớ được lên thiên đàng, thì tớ không phải chịu tội nữa, tớ không phải ở dưới nữa, không phải chịu trận ở dưới đấy. Thế nhá, nó được cái đó chứ nha. Tớ đến với Chúa nha, tớ Thế chết là tớ lên là thiên ăn đàng. sống tốt thì mình cứ sống tốt với mọi người là được, cái còn đâu chết chỉ những cái đấy nó xa quá, nói thiên đàng cái gì, về với Chúa thì về với các cụ, chết thì về với các cụ cũng hết thôi, còn thiên đàng với địa ngục đâu thì chưa biết, thì cái đấy nó xa vời quá. Bây giờ mình cứ sống tốt phần của mình là đủ rồi, làm ăn này, tập trung làm ăn đấy, chứ còn đi theo Chúa thì cũng thế thôi, theo Chúa theo Phật thì cũng thế thôi, tốt hơn hết là sống tốt là đủ, chẳng cần phải theo ai. Tôi nói cho cậu nha, thế nếu mà cậu nói như vậy, tôi nói cho cậu này, tôi chia sẻ với cậu này nha. Ông Phật ngày xưa đấy, mà ông ấy dậu rất là tốt, ông ấy tuyệt vời, ông rất là tốt. Và trước khi ông ấy chết ấy, là ông ấy chỉ cái gậy lên trên trời này, ông ấy bảo các ngươi tìm đường mà đi. Ông chỉ nói vậy thôi là mình phải tự hiểu. Thế tức là mình chỉ có đến với Chúa thì mình mới tìm đường mà đi, mình đến với Chúa. Như mình đến với Chúa, thứ nhất là cuộc đời của mình biến đổi. Biến đổi là mình cái chân phải, chân trái của mình, đầu gối của mình bị đau, cậu biết rồi. Từ năm 2000 mình đi đi xe máy chở một bao thóc từ dưới nhà em gái mình về đó. Thế trên trời mưa có con chó nó lộn vào trong gầm xe vòng số 8, trong đó mình ngã, mình bị da khớp. Thế đến bây giờ mình bị đau đấy, đau trận vừa rồi mình tả cho cậu nghe đấy. Sáng ngủ dậy đứng lên là không đứng được, mà phải bò ra ra ngoài cầu thang mới đứng lên được. Thế nhưng mà tớ đến với Chúa, thế là tớ Chúa chữa lành cho tớ không một đồng nào. Tớ nghĩ là cuộc đời tớ là phải sống với lũ, là phải xác định là cùng với cái đầu gối này là phải cả đời. Nhưng cuối cùng bây giờ Chúa lại chữa lành cho tớ chả mất đồng nào tí, chữa được nha, tớ không mất đồng nào. Mà tớ kể cho Cái cậu. đấy thì mình cũng phải xem lại, nó là cái cơ thể mình, nó có khả năng nó chữa lành tự nhiên, nó đau cũng phải đến bác sĩ chứ, bây giờ ví dụ tai nạn mà không đến bác sĩ, không đến bệnh viện, cứ ngồi đây cầu nguyện với Chúa à? Không, Thế không cậu ạ, bệnh đây viện này không, bác cậu sĩ không nhớ giải à? Thế thì cậu lại quên cái vụ của tớ rồi. Tớ chỉ bị da khớp, tớ chỉ bị da khớp thôi, xong nắn vào, xong lúc trẻ là tớ là vẫn thế bình đấy thường là không bị nhẹ, sao. chứ còn nếu mà bị nặng, ra bị nặng thì cũng phải đi đến bệnh viện chứ. Nói Cậu chung thì nhưng mà là theo Chúa thì nó cũng tốt, nhưng mà nó cũng chỉ là cái về tinh thần thôi, cái quan trọng là thực tế là mình vẫn cứ phải sống, vẫn phải làm việc, những cái gì có bệnh thì phải đến bác sĩ, thì nói ở nhà mà cầu Chúa nhưng mà nó không thực tế. không, thế là cậu cậu chưa nghe của tớ, tớ chưa kể cho cậu cái này. Tớ nói nha, cái chân đây của tớ là lúc ý mình ít tuổi, cái lúc ý đấy mình ít tuổi thì là cái chất nhờn nó vẫn ra, nó vẫn tiết ra thì là không sao. Nhưng bây giờ mình tuổi bọn mình bây giờ gần 60 rồi, thế nó mới khô khớp, thế nó mới đau. Nó có đau đâu, tớ mới đau mấy năm nay đi chứ, nhưng mà tớ hết. Tớ nói nha, tớ tin Chúa đấy, như cậu đấy, đấy con gái tớ đấy nha, cũng tin Chúa. Tớ điện về, con gái tớ cũng tin Chúa, chồng tớ cũng tin Chúa, con gái tớ u xơ tuyến vú cũng được chữa lành. Và lại vừa là chồng cái dạ dày, vừa bệnh dạ dày nữa cũng được chữa lành, vừa đau tĩnh tĩnh mạch nữa, không mất một đồng nào, chỉ cầu nguyện Chúa, Chúa chữa hết cho. Mà bản thân tớ cậu thấy đấy nhá, Kém nè, à? Cậu biết rồi đó. Thế bây giờ tớ không uống được sữa, mà bây giờ tớ mấy cốc tớ uống được, ngày vài cốc uống được. Đấy, nói chung là tớ chưa được hết. Mà hôm xưa cái tay của tớ thế bị nếu nhổ mà lên nói đấy, như cậu thế thấy thì chưa? tại sao Chúa không, nếu mà Chúa Mày khó nghe thế. mà thiêng như thế thì thà Chúa không để cho bị tai nạn còn hơn, này tai nạn nhẹ. Có nghe rồi. Thôi nói chung là cái này là mỗi người một niềm tin thôi, mỗi người một niềm tin thôi, mình gặp nhau là vui vẻ thôi, chứ còn đâu bạn nói thì bạn tin gì bạn cứ tin, chứ còn đâu tớ thì Đã chỉ hết. tin những cái gì thực tế thôi. Thế nhá, lúc nào mình nói chuyện khác nhá, được không? Chuyện tôn giáo thì lúc khác nói đi, lúc này mình nói chuyện Ok, cảm ơn bạn nhá. Rồi, chúng ta đóng cái cuộc nói chuyện này ở đây. Bây giờ mình phân tích nha.
Đâu rồi, cô ấy hình như là mất mạng rồi. À, đang đang vào lại. Thế đấy. Dạ. Nó vừa hết pin, nó vừa hết tai nghe, nó vừa hết Ok rồi, không sao, bây giờ mình sẽ phân tích cái đấy. cuộc Tập trò vài chuyện này. câu. Bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Đây là một trong những Và đối tượng mà khá là, tức là sẽ rất nhiều người đáp ứng theo cái cách như tôi vừa đáp ứng với cái cô kia. Vì trong quá trình đi làm chứng thì tôi đã gặp rất nhiều người ở dạng như thế, tức là người ta không phải là không tin Chúa hoặc là không tôn trọng Chúa, người ta phải, thì Chúa Phật thì cũng tốt, nhưng mà vấn đề là cái đấy nó không có thiết thực. Tin thì tin để đấy, tin biết thế thôi, hoặc là nó chỉ có giá trị về tinh thần thôi, chứ cuộc sống thực tế là mình cứ sống với hiện tại bên này, tập trung vào nó hiện tại này, chứ đừng có gọi là quá là đi sâu vào rồi cái gì cũng Chúa. Thì bây giờ mình sẽ phân tích nhá, là cái người cái tôi ấy, là cái người mà chưa tin Chúa đấy, thì thuộc về cái mẫu người kiểu như nào, cái cách nói như vậy, cái cách đáp trả lời lại với cô tín hữu này đấy, thì là thuộc về cái dạng mẫu người như thế nào, là tin Phật hay là không, hay là tin Chúa, hay là không tin cả hai, hay là như thế nào? không tin cả hai luôn không thưa. À, không tin cả hai. Dạ. Câu nào, câu nói nào để cho thấy điều đấy không ạ? Thấy là sư mới nói là nói kiểu như sa quằn á, nói kiểu như chỗ nào nói cũng được nhưng mà nói ngang ngang vậy đó, nghĩa là họ sư đang nói cái kiểu như là giống như nói ngang á, nói ngang mà nói mình bảo thủ cho mình, chứ mình không có một sư không có binh vực cái đạo, cái đạo nào ấy. Có nói rằng là tôi đi theo một tôn giáo nào không, hoặc là đả kích một tôn giáo nào không ạ? Có không ạ? Mục sư nói là đạo nào cũng tốt nhưng mà phần bạn thì bạn cứ theo đi, phần tôi thì tôi cứ làm việc của tôi vậy đó, vậy là không có đạt được tôn giáo này nhưng mà cũng không có theo về bảy nào hết. Đúng rồi, như vậy là người này là không theo một tôn giáo nào nhưng cũng không đả kích một tôn giáo nào. Vậy đúng rồi. Vì cái cách tiếp cận nó sẽ khác so với một người, ví dụ như người ta nói là không, không đâu, tôi là theo Phật rồi, tôi là Phật tử này, thì nó sẽ khác nhá. Anh chị em còn gặp Dạ người dạ đúng Hồi rồi. giáo còn khác nữa cơ anh chị em, mà anh chị em chưa gặp người Hồi giáo. Lại gặp một người Do Thái giáo nữa thì lại càng càng khó nữa. Do Thái giáo người ta biết Kinh Thánh Cựu Ước, nói về phúc âm về Chúa Giêsu là người ta vặn vẹo kinh khủng luôn. Mình khẳng định Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng Messiah, họ nói luôn không 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 đó, rồi họ trích dẫn là tại sao lại không đó, nên là mỗi một đối tượng lại khác đấy. Như vậy là người này là cái người mà không ủng hộ một tôn giáo nào và cũng không đi theo tôn giáo nào. Về cơ bản là anh ta tôn trọng niềm tin của người khác, nhưng cái điểm mà anh ta suy nghĩ đó là gì? Sống với hiện tại thôi, phải không ạ? Tập trung sống cho hiện tại, không cần để tâm quá nhiều vào cái thế giới tương lai sau khi chết. Nó khác với một người, ví dụ như người ta đi đi theo Phật đấy, thì người ta đã có cái tâm là tu để hướng thiện này, rồi tìm cái đường, con đường siêu thoát thôi. Thì khi mình nói về thế giới tương lai ấy, nói về tội lỗi, nói về sự tha thứ ấy, nói về sự cứu chuộc, thì người ta lại hiểu, người ta lại cởi mở, người ta tiếp nhận. Nhưng vì cái người này không quan tâm tới thế giới tương lai đấy, không quan tâm tới Chúa, cũng không quan tâm tới Phật, mà chỉ quan tâm tới cái hiện tại thôi, thì nó sẽ khác. Dạ. Như Tú Nguyễn có cái gì muốn phát biểu không ạ? Xin mời. À, xin lỗi bác sư, nãy em chưa có nói được, bây giờ em mới nói được. Thì qua cái Vâng. việc làm chứng của
cô với mục sư thì em thấy mục sư đang đúng đóng vai một cái người rất là cứng, chưa có nhu cầu, giống như là chưa có một cái nhu cầu gì về tâm linh, và mình cần phải trò chuyện và tìm hiểu xem là như em là mục sư, thì lý do em là người làm chứng cho mục sư, thì lúc đó có thể em sẽ hỏi vài câu hỏi gì đó để hiểu được cái nhu cầu của mục sư hay cái khó khăn, tại vì mục sư đang đang ở trong một cái tình trạng thái là giống như là mình là người chỉ nghĩ về những cái hiện thực trước mắt thôi, mình đang làm được, làm việc được, mình có được mọi thứ, không có quan tâm gì về cái đời sống tâm linh lắm, vẫn có sự tôn trọng, nhưng mà thường á thì em đi làm chứng thì mình sẽ tìm hiểu cái nhu cầu của họ, một cái người đó họ đang có cái nhu cầu gì mà họ không giải quyết được, ví dụ như một sư nói như vậy thì chưa có hiểu được một cái điều gì đó mà nó là một cái điểm mà trong cái đời sống của một sư dược về tài chính, có thể một sư là một người không có bị thiếu thì mình không thể nào giới thiệu là Thiên Chúa sẽ được phước, sẽ không đề cập về đó, nhưng mà em tin rằng một sư sẽ có một cái điểm gì đó, thì lúc đó em sẽ cầu nguyện với Chúa, khi mình làm chứng mà nói hoài không được á thì em sẽ cầu nguyện với Chúa Thánh Linh là xin Chúa chỉ cho con biết cái nhu cầu của cái người này họ đang có vấn đề gì đó, thì lúc đó em sẽ có những cái câu hỏi mình hỏi về gia đình, vậy thì gia đình của bạn có con cái bạn tốt hết không, cái gì khi tốt thì sực nhớ là con cái tôi thì nó cũng hơi có vấn đề gì đó, ví dụ nó không ngoan chẳng hạn, cái mình chụp vào cái nhu cầu đó, cái mình nói có thể mình làm chứng thêm về cái gì đó, thì về cái nhu cầu thường á, cá nhân em thì khi làm chứng thì mình nói mình được chú chỉ sao mà mình nói đúng vào cái nhu cầu của họ thì dễ bắt chuyện vô cái việc làm chứng, còn còn họ đang đang có những cái suy nghĩ họ nghĩ là mình cũng có sức khỏe thì mình phải sống tốt là ổn rồi, thì họ cảm thấy không có nhu cầu, nhưng mà có những cái điều gì họ đang không giải quyết được, như đứa con nó hư quá chẳng hạn, mình chia sẻ chẳng hạn, à, đứa con nó hơi không nghe lời, cái mình chụp cái đó mình nói, mình bắt chuyện, mình suy nghĩ, mình nói về cái vấn đề đó, thì mình gợi một hồi là Chúa có thể giúp đỡ cho bạn có thể giải quyết cái vấn đề, ví dụ về con cái nó không có nghe lời chẳng hạn, hay là một cái nhu cầu về bệnh tật chẳng hạn đi, thì em có thể hỏi, còn nếu mà mình không nghĩ ra được thì trường hợp thực sự giống như là đang là cái người cứng quá, thật sự rất là cứng, nghe giống như là cô thuyết phục hết lời luôn, sử dụng tất cả mọi điều nói về Chúa nhưng mà một sự cũng không có một cái chút gì đó lay chuyển, thì nếu nếu mà trên trên bức tường mình đi làm chứng thì cá nhân em thì em sẽ chốt lại một câu thôi, thì tại một sư có một nói cái câu cuối cho đó là chúng ta mỗi người có bạn giữ đạo của bạn, tôi giữ đạo của tôi, đúng không ạ, em nhớ không làm là chúng ta đạo ai nó giữ rồi mình gặp nhau là vui vẻ rồi, thì có nghĩa là mình sư không có cái nhu cầu về tâm linh, tại tại thời điểm nói chuyện sư không có cái nhu cầu về vấn đề tâm linh nhiều lắm, không có quan tâm về vấn đề đó, nhưng mà chắc trong một sư sẽ có một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, vì con người lúc nào cũng không có vấn đề này thì cũng có một cái vấn đề kia, nhưng mà mình nói tiếp tục nói về vấn đề tôn giáo như vậy thì có thể là thì rất là khó họ tiếp nhận, thì lúc đó cá nhân em thường có một cái cách để giúp cho họ có một cái cơ hội tiếp theo, tại vì lúc đó mục sư muốn kết thúc cái cuộc trò chuyện rồi, tại vì cô nói nhiều về Chúa nhưng mà mục sư muốn kết thúc, thì lúc đó thường thì sẽ có một cái điểm chốt lại là đúng là đạo nào tốt, chúng ta chưa có hiểu biết về Chúa, nhưng mà trong bất cứ một cái trường hợp nào hay hoàn cảnh nào mà bạn có cái cần sự cần giúp đỡ và muốn được cứu, hay là một cái trường hợp cách mà đó mà bạn không biết báo với ai và muốn cứu, thì bạn phải kêu là Chúa ơi xin cứu con, thì chắc chắn những gì mà tôi nói hôm nay á thì bạn sẽ được Chúa ngài lắng nghe và cứu bạn, rồi mình chốt lại vậy thôi, còn họ sẽ nghĩ họ nhớ là cái lời điều mình nói cuối cùng đó, thì chắc chắn là Chúa sẽ cho họ có một cái cơ hội khác để tiếp tục nghe về phúc âm của Chúa, hoặc là người khác sẽ gặp, hoặc là trong cái tiến trình tiếp theo họ gặp một cái gì đó nó
nguy nan, nó nguy hiểm, nó đánh bại thì họ nhớ tới cái lời mình, họ sẽ kêu cầu danh Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ cứu họ trong cái thời điểm thời khắc đó. Còn nếu mình tiếp tục, ví dụ như một sư là người rất là cứng, trong thời điểm nó cứng quá, nếu nó tiếp nữa chắc chắn nó không sẽ không có kết quả, thì mình sẽ để em đối với em sẽ cố gắng mình dừng lại và tuyệt đối không bao giờ tranh cãi, mình sẽ dừng lại và mình tiếp tục, để tại vì mình đi làm chứng thì mình sẽ có cái người tiếp theo nữa, thì mình sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho cái người bạn đó, rồi mình tiếp tục cho cái người tiếp theo chẳng hạn. Tại vì mình càng nói nhiều nữa thì có thể nó sẽ có tác dụng ngược là làm cho người bạn mình nghe nhiều quá thì có cảm thấy nó là không tiếp thu được nữa, thì mình cái sự giống như là lần sau mà nó tiếp đó, chắc là bạn không muốn nghe, thì mình có thể mình cảm thấy thì bạn chưa có khả năng mở lòng, thì mình có thể dừng lại một chút để mình kết thúc. Chào. Chứ em là trường hợp sư như như ấy, sư là những người như vậy thì em thấy là rất là cứng, rồi là cứng lòng á, một người không có tiếp nhận, không có nhu cầu mà mình cũng không nắm bắt được cái nhu cầu gì đó trong cuộc sống, thì thật sự là mình không có tiếp tục được câu chuyện mà mình càng nói thêm nữa về phúc âm, thì có lẽ là chưa có phải là cái thời điểm. Ok, cảm ơn Tú chia sẻ. Như vậy là mình sẽ thấy rằng là nếu như mình nói với một người trẻ tuổi, một thanh niên đang khỏe mạnh rằng anh tin Chúa, Chúa sẽ ban phước cho sức khỏe của anh, thì người ta sẽ không cần. Đúng không ạ? Bởi vì bản thân người ta đang có những cái mình đang cho cái người ta đang có, thì người ta sẽ không cần tới nữa. Nhưng mà nếu mà gặp một người bệnh thì nói rằng anh tin Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho anh, thì lại khác. Nếu một người bệnh thì nói về chữa lành người ta lại cần, nhưng mà đối với một thanh niên đang khỏe mạnh, sức khỏe đang rất tốt thì giới thiệu về Chúa chữa lành thì lại thì người ta lại không 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 phải là cái người ta cần. Thế thì cái vấn đề ở đây ấy, là cái người này đang không quan tâm tới thế giới tương lai, không quan tâm tới Chúa hay là Phật hay là thiên đàng địa ngục gì, mà đang quan tâm tới cái hiện tại. Thế thì cái cách tiếp cận của mình sẽ là như nào? Bởi vì nếu như cứ cố gắng nói thêm nữa thì liệu như như nó có thể là sẽ, tức là không dẫn đến đâu đấy, người ta sẽ có cái tư thế phòng vệ hơn. Nếu mà như vậy thì đối với em sẽ cố gắng trò chuyện một cách, tại vì hồi nãy là đóng đóng vai là người bạn thân, thì mình sẽ tạm thời dừng cái vấn đề về vấn đề trò cuộc trò chuyện về cái chủ đề đó đi. Em sẽ nói hỏi thăm gì lúc ban đầu của cô trao đổi lúc đầu, mình trở về cái cuộc trò chuyện bình thường thôi. Mà trong cái cuộc trò chuyện bình thường về cuộc sống hàng ngày, về công việc và về gia đình, thì thế nào cũng sẽ có một cái gì đó rắc rối trong trong cuộc sống, chứ không thể nào người nào mà họ thanh thông mọi sự trong cuộc sống được. Thì khi mình thấy cái rắc rối mà họ đang gặp lại thì lúc đó mình sẽ tiếp tục cầu nguyện. Nếu mà có hai người đi làm chứng thì cái người còn lại đi làm chứng cùng với mình, họ sẽ cũng thấy được cái nhu cầu đó, thì họ sẽ cầu thấy, thì lúc đó Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho mình hiểu được cái nhu cầu đó, mình nắm bắt cái nhu cầu của họ, thì mình nói về cái những điều tốt 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 hết về Chúa, mà những điều tốt đó hiện giờ nó chưa có khớp với cái nhu cầu hiện tại của họ, thì rất là khó để họ nhận cái gì. Khi họ mình nói về tin Chúa tốt thì Chúa sẽ ban phước cho tài chánh công việc, nhưng mà thật ra công việc của họ đang rất là tốt rồi, thì họ cũng đâu có nhu cầu. Cái nhu cầu hay là về sức khỏe, thì họ đang có một cái sức khỏe rất là tốt, thì nói về sự chữa lành thì họ cũng không phải nhu cầu luôn. Nhưng mà ví dụ nói về vấn đề thì nhà mày con cái bạn tốt không, cái họ nói con cái câu giờ này nó cũng không biết sao, nó không nghe lời, nó gì đó chẳng hạn, nó là một cái vấn đề để mà mình nhắm vào cái vấn đề đó để mình chia sẻ, và từ từ cái mình lái trở lại cái chủ đề về phúc âm đó. Thì bây giờ bạn cảm thấy đó, bạn về rồi thì lúc mình lái về chủ đề đó thì khả năng lúc đó là họ có thể chịu nghe mình nhiều hơn. Mình cũng không thể nào mà
biết rằng là Chúa là Chúa linh là đấng muốn làm cho họ tác động để họ biết về tội lỗi, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải quay trở lại là làm thế nào để nói cho họ biết, họ nhận thức được tội lỗi. Còn nếu một cái người đó họ không nhận thức được tội lỗi thì mình nói về phúc âm hoài là họ không có tin được, tại vì một người muốn tin Chúa là họ phải biết họ là người có tội đó. Mình nói họ sao, mình dẫn sao họ phải nói là để họ cảm nhận được là họ cần được tha tội. Thì khi mình nói họ tác động sẽ làm cho họ biết là đúng là họ cần được tha tội, thì lúc đó là cái cơ hội để mình nói về sự tha tội của Chúa, là làm thế nào để Chúa tha tội thông qua Chúa Giêsu, hay là thông qua cái chấp, như là ví dụ như là mình nói về cái thời sự hiện nay là mình thấy là mình sư Thích Minh Tuệ chẳng hạn, ông là một người rất là đáng kính và ông là một người rất là khiêm hòa khiêm nhường, chúng ta thấy, nhưng mà không phải để đi cứu mình thì ông phải bỏ ra như vậy lại á. Còn bây giờ bạn nghĩ là bạn để được tha tội chẳng hạn thì bạn có làm được như ông hay không, thì chắc chắn người ta nói người ta không làm được, đâu có ai mà làm được như ông như thầy sư Thích Minh Tuệ đâu, cái điều đó là rất là khó làm chẳng hạn. Vậy thì từ đó mình nói ra thì cứ cho mình một cái phương pháp, một cái giải pháp để mình được tha tội rất là tuyệt vời, và Ngài làm thay cho mình, đó là cứ tin vào Chúa Giêsu, Ngài đã làm thế tất cả những sự trả giá về tội cho mình chẳng hạn. Vậy thì lúc đó mình gặp quá vào cái chuyện đó thì nó sẽ hiệu quả hơn đối với một cái người giống như nó đã họ không có một cái điều gì đó yêu cầu, thì giờ mình phải tìm hiểu, mình nói chuyện chuyển qua một cái đề tài khác để mình xem họ có cái nhu cầu gì khác, rồi mình từ cái nhu cầu của họ đó mình mới có thể bắt chuyện qua vấn đề chủ đề lại, thì nó sẽ đi vào lòng của họ hơn. Tại vì khi cùng nói chuyện mình nói về Chúa thì mình đáp mình đưa cho họ cái điều gì đó mà họ đang thiếu á, thì rõ ràng là Chúa đã đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống, thì chắc chắn là Chúa sẽ giải đáp cho cái điều mà họ đang thiếu đó. Chứ còn mình mà chưa nắm bắt được thì những cái điều mình trao giảng về phúc âm thì họ nghe và có thể họ sẽ chuyển dập được vào lúc khác thôi, chứ còn ngay tại thời điểm đó thì họ sẽ không có mở lòng khi mình chưa nói đúng vào cái nhu cầu mà họ đang cần. Thì ngay từ lúc mình sẽ lái, mình sẽ nói chuyện, trò chuyện tâm chuyện bình thường thôi, mình trò chuyện về cuộc sống, về công việc, về gia đình, thì nếu là đang là người bạn rồi từ đó mình bắt sang cái nhu cầu nào đó của họ để mình thành chứng lại về cái chủ đề Ok, cảm ơn Tú. Đấy là những cái ý kiến rất là hay đấy, anh chị em có thể tham khảo. Chúng ta mục đích chính là chia sẻ phúc âm, nhưng mà trước khi chia sẻ phúc âm thì có thể là không phải là mình chia sẻ phúc âm ngay đâu. Mình từ từ dần dần này. Buổi thứ nhất mình nói về cái này, buổi thứ hai, buổi cuối cùng có khi mới nói về phúc âm. Thế thì một trong những yếu tố là với những cái người người ta không có nhu cầu về tâm linh cao như là cái người vừa rồi. Không quan tâm tới sự sống sau khi chết, không quan tâm tới Chúa, không quan tâm tới Phật, thì biết để đấy thôi, ta thì chỉ quan tâm tới thực tế này, sống là trăm cái thứ đó, thì cái vấn đề là mình khám phá xem cái nhu cầu của họ là gì để mình tiếp bạn. Nếu như người ta quan tâm tới những cái vấn đề thực tế trong cuộc sống như vậy thay vì những cái nhu cầu sau khi chết ấy, thì liệu như mình có cái cách nào để mình tiếp cận để giúp cho người ta đáp ứng được cái nhu cầu của người ta quan tâm hay không? Đó. Thay vì mình cứ cố gắng mình nói những cái thông tin ví dụ như là tiếp nhận ông trời thì được tha tội, thì người ta đối với người ta không quan tâm bởi vì tôi vẫn đang sống sống tốt mà. Đấy. Rồi tin Chúa để được chữa bệnh hay để được cứu rỗi, cái đấy người ta đối với nghe người ta thì người này thì có thể rất là xa vời vì người ta đang không bị bệnh tật, hoặc người ta nghĩ rằng người ta có bệnh tật thì người ta đã có bệnh viện. Thì nói là Chúa đến chữa bệnh thì nó có thể không phải là cái nhu cầu. Thế thì trong nếu như là đã quen biết nhau thì mình cũng sẽ hiểu nhau, còn nếu không biết nhau thì cần thời gian trò chuyện để hiểu xem là cái nhu cầu thực sự của người này là gì. Đó. Thì từ đó mình mới tìm lời Chúa đến để mà đáp ứng cái nhu cầu của người ta, và từ đấy dần dần. Ví dụ như ngày xưa là tôi làm chiến tranh chị em, là ngày xưa có một thời kỳ
3 năm tôi phục vụ Chúa ở bên Malaysia đấy, cho người Việt. Thì có nhiều, nhiều bạn chứ không phải là ít bạn đâu, có nhiều bạn sau khi tin Chúa các bạn ấy đứng lên bạn làm chứng. Bạn nói thật là ngày xưa em đến nhà thờ thì để tìm cái đấy. Vì là cái thời kỳ đó nó không có điện thoại thông minh. Nó không có điện thoại thông minh, chỉ có cái điện thoại phổ thông nhất là điện thoại bàn thôi. Đó. Không có điện thoại thông minh để sử dụng internet các thứ. Thế cho nên là mọi người kết nối với nhau nó rất là khó. Thì có một cái nơi mà người ta có thể kết nối với nhau đó là nhà thờ cho người Việt Nam. Thì sau khi mà các bạn tin Chúa các bạn và nói thật là em trước khi em đến đây thì em chỉ đến để tìm gái thôi chứ em không có tìm về Chúa đâu, nhưng mà qua các bài giảng, qua các bài hát rồi dần 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 qua cái sự chăm sóc của mọi người thì em lại đến với Chúa. Thì chúng ta thì thử suy nghĩ lên những cái vấn đề như vậy, đấy là nhu cầu đấy ạ. Và cái cách hội thánh của Malaysia tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em nhé. Rất, mỗi một hội thánh người ta sẽ có một cách tiếp cận khác nhau với từng nhóm dân khác nhau, nhưng mà đối với cái hội thánh mà ngày xưa mà bảo trợ cho chức vụ tôi phục vụ Chúa bên Malaysia đấy, thì tôi sang đó năm 2005. Thì năm 2004 đã có một mục sư sang đấy trước tôi nhưng mà không xin được visa, thành ra là ông ấy sang mấy tháng ông lại về. Thì trước khi ngay cả cái một cái mục sư đầu tiên đi sang bên đấy đấy, thì hội thánh ở bên đấy người ta đã tiếp cận với người Việt rồi để truyền giáo cho người Việt, trong khi người ta không hề biết bất cứ một cái ngôn ngữ nào, một câu Việt Nam người ta cũng không biết. Thì cái cách người ta làm là như này, vì người ta biết rằng người Việt Nam mình ấy cứ đến ngày cuối tuần ấy là tập trung ở siêu thị rất đông, mà cứ nghe nói tiếng Việt ríu ra ríu rít là người ta biết là người Việt Nam. Thế thì bây giờ người ta cũng cầu nguyện với Chúa và không biết là làm cách nào để chia sẻ về Chúa cho người Việt Nam đây, thì người ta mới làm cái cách như này, đó là ngày cuối tuần mang xe ô tô đến trước cái cổng siêu thị đấy, rồi tôi không nhớ chính xác người ta có cầm lá cờ Việt Nam hay không, nhưng người ta nhìn người Việt Nam, người ta bảo Việt Nam à, Việt Nam à, mời lên trên xe. Rồi mấy người người ta không biết tại sao mời lên, cũng đi cũng lên trên xe, rồi nói là sau đó đưa lên trên xe rồi đưa vào trong nhà thờ nấu cho ăn, ăn xong rồi cho vào trong nhà thờ chả biết làm cái gì, và thấy cái đấy có cái trống rồi đàn nhạc các thứ, thích hát cái gì thì hát, thích làm gì thì làm. Đấy, lúc đầu là người Việt Nam mình thì có một cái sân chơi cũng cũng thú vị, có xe đưa đón, nên lúc đầu người ta cũng nghi ngờ, về sau dần dần thì cũng có người đi. Thì vào đấy thì toàn hát cái gì, hát Việt Nam Hồ Chí Minh, hát bản nhạc tình ca thôi. Đấy, đến nhà thờ toàn hát những cái đấy thôi. Hát xong rồi lại đưa về. Cứ như vậy cứ cuối tuần là người ta đến chỗ siêu thị đấy gặp người Việt, chở đến nhà thờ nấu cho ăn, ăn xong cho vào, thích làm gì làm, thích chơi giờ chơi, thích hát cái gì hát, hát xong rồi lại về, vì người Việt Nam rất thích hát mà, anh chị em biết không. Cứ như thế dần 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 lên, rồi sau đó có người sang bắt đầu mới chia sẻ về Chúa, chia sẻ về đức tin, từ đấy bắt đầu chức vụ người Việt Nam mới được bắt đầu, và có người Việt Nam tin Chúa và mới hình thành nên hội thánh Việt Nam. Rồi nó hội thánh cho người Việt Nam nó trở thành cái tâm điểm của, giống như là một cái trung tâm cho người Việt trong cái giai đoạn đó, bởi vì ngoài nhà thờ cho người Việt ra thì chẳng có một cái chỗ nào làm cái trung tâm cho người Việt hết, còn đâu đi ra siêu thị thì mỗi người mới chẳng ai biết ai hết, chỉ có những người làm cùng công ty biết nhau thôi. Thì đấy cũng là một cái cách để họ tiếp cận, để họ chia sẻ với đức tin, và cũng có những kết quả nhất định, thì chúng ta có thể tham khảo, mỗi nơi người ta sẽ làm một cách khác nhau. Thế thì cái nhu cầu họ biết là người Việt Nam rất thích hát, thế cho nên họ để đấy, họ cho người Việt Nam trống đàn đấy, thích hát cái gì thì hát. Đó. Có cả karaoke luôn cho hát, hát những bài của Việt Nam. Thì đấy là cái chúng ta suy nghĩ tới trong cái việc chinh phục các linh hồn, hay là cách khác là có những cái miếng mồi chúng ta thả xuống, con cá mập sẽ không ăn cái lưỡi câu với dính với cái con giun đâu, đồ ăn của con cá mập nó sẽ khác. Đã, và chúng ta sẽ phân tích thêm cái
bài làm chứng này ha, để mình sẽ rút kinh thêm những cái kinh nghiệm và sẽ làm chứng một cách tốt hơn. Rồi, ngoài ra anh chị em có cái ý kiến gì về cái cuộc trò chuyện giữa hai người bạn này không ạ? Dạ có ý kiến của một sư. Dạ, xin mời. Cô Ngọc Nga có một cái ưu điểm rất là hay khi mà chia sẻ, là cô có cái tâm thái năng động, vui tươi, và cô nói những cái điều tích cực, lạc quan. Và tuy rằng là cô có hơi 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 giống như là hơi, có thể là hơi nhiều ý, nhưng mà ở trong những cái ý mà cô Ngọc Ngà nói vậy, thì vẫn có những cái ý mà có thể là sẽ đụng chạm đến người nghe một sự, chẳng hạn như khi mà cô nói Dạ. về cái tình cảnh lạc quan của cái khớp, về cái tình cảnh lạc quan của con gái cô, thì biết đâu đó thì người nghe sau đó người ta bị một cái điều gì đó, người ta bị một cái điều gì đó, thì người ta sẽ nghĩ đến cái sự chia sẻ mà là lạc quan mà cô Ngọc Nga đã nói với người này, và biết đâu thì họ lại có một cái ý tìm cầu một sự. Xin hết ạ. Là ok, sẽ xin cảm ơn, xin mời người khác ạ. À, anh Dũng cũng Rồi. có ý thêm là về cái vấn đề mà mình làm chứng, mình làm chứng cho người ngoại thì thế ra không nên nói về kinh thành, tại vì người ngoại người ta không biết gì về kinh thành, mình nói về thực tế của cái cuộc sống bây giờ là ngước lên đầu là thấy bầu trời rồi, ăn của trời, uống của trời, thở của trời, chết theo trời, lâm nguy và trên trời mà không theo trời, nghĩa là có thiếu. Còn mình không nói về ví dụ như nói về kinh thánh thì ai cho bạn ta thì không đáng cho ta, thì người ta nghe là người ta không hiểu gì. Mình hầu việc Chúa thì mình giao tiền là Chúa là tốt, nhưng mà đối với người ngoại không nên dùng kinh thánh, mình nói về thực tế cho họ nghe, họ thám hiểu, họ bắt đầu họ cán cao cả là mình nói về kinh thánh cho họ nghe. Còn mới vô mà đề ba mà nói về kinh thánh người ta không hiểu gì, ta họ người ta nói mình là thằng niên bị bệnh chứ không phải là họ bị bệnh. Từ đến giống đã đi từng đi hầu vì Chúa là người ta cũng nói mình bị bệnh, thì mình nói nhảm nhã gì ta không hiểu, người ta không hiểu gì về kinh thánh hết cả. Chỉ có bấy thêm như đó thôi. Dạ, cảm ơn ạ. Khi mọi người nghe cô Ngọc Ngà chia sẻ về làm chứng cho người bạn ấy của mình thì mọi người có cảm thấy như là cô ấy đang rất là tích cực, rất là đang cố gắng để truyền thụ cái niềm tin của mình cho bạn không ạ? Mọi người cảm nhận cái điều đó và bản thân cái người nghe cũng cảm nhận, cái người bạn ấy cũng cảm nhận cái điều đó là cô rất là tốt, rất là tích cực trong cái việc chia sẻ, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ hai, thứ ba rồi. Như vậy là người bạn này đã được nghe cô chia sẻ một vài lần rồi và lần này là lần thêm nữa thôi. Thì cái cách nói thì nó sẽ làm cho người bạn có cảm giác là cô rất là cố gắng, là cô có một điều tốt là cô chia sẻ lại cho bạn bè, thì người ta cảm nhận được đó, điều đó. Bây giờ chúng ta nhìn lại, nghe lại cái bài làm chứng này, tôi sẽ tóm lược lại để anh chị em xem nhé. Trong cái bài làm chứng này thì còn có cái điểm nào mà vi phạm trong số những điều mà tôi đã nhắc mọi người là nên tránh hay không? Ví dụ đầu tiên là câu hỏi là mọi việc ổn không này, rồi trao đổi nói là nói về về Chúa thì bảo là thôi là cậu cứ suy ngẫm đi này, xem cách sống của tớ này. Rồi bạn kia bảo là làm ăn thì Chúa thì chưa biết, nhưng quan trọng là làm ăn, thì bạn cô ấy nói rằng là trời xem trời là trời ban phước cho ngô cho lúa này. Rồi sau cô nói rằng là bạn trước kia tớ nghĩ con người ra từ khỉ này đó, rồi sau đó bây giờ nhận ra không phải như vậy này, là tất cả là do trời này, rồi ông trời tất tần tật mọi thứ đều do ông trời này, rồi gì nữa, rồi trước kia tôi nghĩ như vậy nhưng không phải, kinh thánh thì nó không phải như vậy này, rồi nói về là tin tin Chúa được tha thứ tội lỗi này,
Rồi cậu mở lòng ra thì Chúa sẽ tha tội cho cậu này. Rồi lại nói đến ông Phật, chuyển sang nói đến ông Phật là ông Phật thì cũng tốt nhưng mà không cứu rỗi được con người này. Rồi nói đến Chúa chữa bệnh này. Đấy. Rồi gì nữa? Rồi nói đến sống tốt. Phật là chỉ dạy người ta đi tìm đường thôi chứ không phải là con đường này. Rồi mình tin Chúa cuộc đời được biến đổi, là con của mình thì biến đổi, là con gái được chữa lành ra khỏi u xơ tuyến vú. Ok, thì trong cái bài chia sẻ này có vướng vào một cái lỗi nào mà tôi nhắc anh chị em mình cần nên tránh không ạ? Trong số những cái điều tôi chia sẻ từ bài trước ạ. Mọi người thử nghĩ xem. Rồi chưa nghĩ ra thì bây giờ tôi sẽ nói nhé. Bây giờ để đánh giá cái bài làm chứng này thì là đây là không phải là một bài làm chứng có chủ đích mà là đối đáp với người mình đang làm chứng cho. Tức là anh này anh nói câu nào ấy thì cô ấy đáp lại cái câu theo ý của anh đấy. Đấy, biện minh lại chứ không phải là lời làm chứng có chủ đích. Thế thì lời làm chứng có chủ đích là gì? Ví dụ như khi mà đang nói là anh ta đang bảo là khước từ về vấn đề niềm tin, không quan tâm đến niềm tin Phật Chúa gì đó, thì mình có thể nói là bây giờ cậu cho tớ 3 phút được không, tớ sẽ chia sẻ cho cậu một cái câu chuyện này đó. Thì chia nói xin 3 phút thì sẽ được, thì đấy là cái có chủ đích, là mình chia sẻ cái gì và sau đó thì người ta sẽ hướng người ta theo cái câu chuyện mình kể. Thì trong đây còn có một đôi nữa là cô đưa ra nhiều thông tin, ví dụ nói là trước kia tôi nghĩ con người ra tự kỷ nhưng bây giờ không phải này đó, rồi Chúa chữa lành này, rồi sau đó là nói là Phật không phải là chân lý mà chỉ là người đang đi tìm chân lý này, thì những cái nó nhiều thông tin quá, thì những cái thông tin này là những cái thông tin mà giống như là người ta nghe người ta hiểu như là à cô ấy đang biết cái này để cô ấy nói ra cái đấy, chứ còn nó không phải là cái thông tin có chủ đích. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải 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 cẩn thận khi mà mình chắt lọc trong cái vấn đề mình nói, thay vì chia sẻ về một sứ điệp thì nó lại trở thành cái buổi tranh luận, tức là tôi nói một điều thì anh đối đáp lại một điều thì tôi lại phải đối đáp lại điều đó, cứ hai bên đối đáp lại với nhau như thế thì nó rất dễ sinh ra tranh luận. Thì vì đây là bạn bè cho nên không thể nào mà giống như là tranh luận cãi với nhau rồi, nhưng mà nếu mà không phải là người bạn bè thì người xa lạ thì có thể là người ta cũng sẽ nói lại. Đấy. Ok, ngoài ra còn điều gì anh chị em có cần đóng góp cho cái bài làm chứng này nữa không ạ? Rồi, nếu không thì chúng ta sẽ... Người Dạ, cô à. mà mục sư thì bác cái bác vừa giờ cái cô vừa giờ nên là cô ấy chạy vào mắc vào cái điểm thứ năm đấy là độc thoại nhiều. À. Vâng, đáng nghe phải là đáng nghe phải tránh độc thoại nhiều thì cô ấy ấy nhiều quá, cô không để cho cái người kia người ta nói nữa, không để Dạ. cho người người nghe nói nữa mà cô ấy độc thoại nhiều quá. Vâng, đấy. Ừ. Thế là Thế thì người nghe có nói, nhưng mà người nghe nói là nói ở cái điểm nào? Nói ở cái là người ta chủ động người ta nói chứ không phải là mình mời người ta nói. Thế còn không độc thoại đây sẽ là tôi sẽ nói một câu và anh suy nghĩ gì về điều này. Đấy, ví dụ như là khi nói rằng là con người ngày xưa mình đi học ở trường ấy thì thầy cô giáo dạy là con người đến từ loài khỉ, thì bạn suy nghĩ gì về điều này? Thì đấy mới là không phải là độc thoại. Tức là mình chủ động, mình đặt câu hỏi cho người nghe, mình chủ động, mình để cho người nghe đặt ra câu hỏi.
thì đấy là tương tác hai chiều. Hay là bạn có nghĩ rằng là con người đến từ loài khỉ hay không? Từng đấy tuổi rồi, ngày xưa chúng ta đi học là chúng ta được dạy rằng là con người là tiến hóa từ loài khỉ. Bây giờ bạn đến từng đấy tuổi rồi, bạn có nghĩ rằng là con người đến từ loài khỉ hay không? Đấy là câu hỏi vừa mang tính chất định hướng nhưng lại vừa nó lại tạo ra cái sự tương tác, nó không không mang tính chất độc thoại. À, còn có một cái phần rất là quan trọng trong cái giao tiếp, đó là khi mà cô ấy nói rằng là sai rồi. Thì khi mà mình nói về một cái điều gì đó sai ấy, thì mình nên cẩn thận. Bởi vì khi nói điều sai ấy, thì mình phải có đầy đủ chứng cứ để mình khẳng định nó sai. Nó chỉ đơn giản là niềm tin thôi thì nói sai rồi thì nó không thuyết phục. Bởi vì khi nói sai đúng nó phải dựa trên cái cơ sở này, khoa học, có lý luận chứ không phải dựa trên niềm tin. Đấy, thì chúng ta hạn chế sử dụng những cái từ như thế khi mà chúng ta, thay vì nói là anh nói như thế là sai rồi, thì mình không cần nói, mình chỉ cần nói cái đúng là tự nhiên là cái sai nó sẽ lộ ra, là người ta tự biết. Thay vì nói rằng là con người không đến từ loài khỉ, điều đó là sai rồi. Thế thì mình chỉ cần khẳng định là sao ạ? Chúa tạo ra con người của chúng ta, chứ không phải con người chúng ta đến từ loài khỉ. Nếu mà mình có những cái lý lẽ để mình biện minh cho điều đó thì rất là tốt. Thay vì mình nói rằng anh nói điều đấy là sai rồi. Khi mình, mặc dù là người ta nói có thể sai, nhưng mà mình khẳng định người ta nói sai ấy, thì là giống như mình đang tát cái gáo nước vào mặt người ta. Thì người ta sẽ phản hồi lại một cách tiêu cực đối với cái cuộc trò chuyện đấy. À, thì đấy cái là cũng cần phải chú ý. Ok, bây giờ là 10 giờ rồi, có lẽ rằng là chúng ta cần kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ dành một đôi phút để cầu nguyện cho anh chị em chúng ta trong cái lớp học này, trong phòng Zoom này, để chúng ta sẽ kết quả cho danh của Chúa sẽ làm chứng một cách tốt hơn, hiệu quả hơn cho nhiều người. Có được không ạ? Và sau đó thì mời một anh chị em sẽ đại diện cầu nguyện chúc phước cho điều đấy và cầu nguyện chúc phước cho mục sư. Mỗi người chúng ta sẽ dành thời gian ha, dành khoảng 2-3 phút chúng ta cầu nguyện riêng. Sau đó thì xin mời mời ai nhỉ? Có thể mời chị Ngọc Ngà luôn nhé. Khoảng 2-3 phút sau mời Ngọc Ngà sẽ đại diện cho mọi người cầu nguyện đi. Cảm ơn Chúa. Xin mời chị Ngọc Ngà giúp mọi người cầu nguyện được không ạ? Tôi trước khi tôi cầu nguyện, tôi cũng xin có đôi lời muốn nói.
Tôi mới tin Chúa cho nên tôi cũng còn nhỏ mọn, cho nên là Dạ. tôi cầu nguyện được đến đâu là từ trong tấm lòng tôi, chứ tôi cũng không có văn hay chữ tốt, mà tôi chỉ có trong tấm lòng thôi. Thì mong mục sư với lại hết thảy ông bà anh chị em thông cảm cho tôi. Thì tôi xin cầu nguyện cầu thay cho đoàn tất cả con lạy cha chúng con ở trên trời, con lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài đã tạo dựng nên trời và đất, muôn vàn lại vật trong con đó, con loài người chúng con. Ngài lại cho chúng con được làm con trai con gái của Ngài, là công chúa hoàng tử của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã cho chúng con có phòng Zoom này. Phòng Zoom này để chúng con học hỏi Ngài từ mục sư Duy. Con cảm tạ Chúa đã có phòng Zoom này. Đã có mục sư Duy là tôi tớ của Ngài, Ngài đã sức dầu cho mục sư Duy là đã được ơn trong trong trước mặt Chúa để dẫn dắt chúng con, để cho chúng con hiệp một lại học hỏi từng lời từng câu từng chữ. Mục sư Duy, con mới vào được phòng Zoom này được mấy hôm, hôm nay hôm thứ ba, nhưng mà con học hỏi cũng được nhiều nên con còn rất cần phải học hỏi. Với con là được với con thôi là con cảm thấy là con cũng học được từng phải học từng câu từng chữ rồi. Con nguyện con cầu thay cho tất cả mục sư Duy và hết thảy ông bà anh chị em, thì con nguyện Ngài giữ gìn chúng con, giữ gìn chúng con đi vào như đi ra, và cho chúng con mở tâm mở trí, cho chúng con có sự khôn ngoan thông sáng để chúng con học lời của Ngài. Chúng con học được câu nào, học được từng câu từng chữ, học được lời nào, được lấu thấu vào vào tâm can chúng con, để chúng con lớn dần theo năm tháng. Chúng con là con cái của Chúa, con ước ao tất cả từ chúng con học lời Chúa, chúng con được lớn dần theo năm tháng, để lay sau này chúng con còn Chúa dẫn dắt chúng con, để chúng con còn đi phục vụ công việc của Ngài. Thì con nguyện Ngài ban phước cho mục sư ơn càng thêm ơn, sức khỏe, đời sống không bệnh tật, cũng như là dư dật về tài chính, cũng tốt đẹp về công việc, tốt đẹp về công việc, để có một đời sống thuộc linh ngày càng vững mạnh hơn thế nữa, để dẫn dắt có trách nhiệm em chúng con ngày càng vững mạnh lên. Con cũng xin nguyện Ngài ban phước cho hết thảy tất cả con cái Chúa như chúng con đang theo mục sư Duy, là có một mở tâm mở trí, mở sự khôn ngoan cho chúng con, để chúng con biết cách mở kinh thánh, biết cách học lời của Chúa, biết cách trao đổi lời của Chúa, biết cách đi làm chứng về đạo của Chúa, để gặt hái được nhiều con gặt hái được nhiều bó lúa mang về vương quốc của Ngài. Thế con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã và đang cho chúng con hiệp một với nhau để cầu nguyện với Chúa, như lời Chúa nói hiệp một với nhau là Chúa ở giữa. Thì chúng con cảm tạ Chúa, con xin cảm tạ Chúa. Chúa ban sức cho chúng con nguyện Chúa đồng đi với mục sư, với hết thảy chúng con 24/7, từng giây từng phút đồng hồ. Ban ngày Chúa đi trụ mây, ban đêm Chúa đi trụ lửa. Chúa gìn giữ chúng con để chúng con có một đời sống bình an trong Chúa, để chúng con tiếp tục công việc của Ngài và học hỏi để sau này, để khát khao để sau này làm được công việc của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Vâng, tôi xin hết ạ. Cảm ơn Chúa. Bạn đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những phần cầu nguyện và bài giảng khác được đăng trên đó.